Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện dài Việt Kiều của Nguyễn Ngọc Ngạn, phần 6 cũng là phần kết thúc, với hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Tóm lược các kỳ trước, ông Thành 60 tuổi từ Hoa Kỳ về thăm Việt Nam lần đầu. Ông gặp Hương, người mẫu thời trang tuổi mới ngoài 20. Chuyện tình xảy ra chớp nhoáng, ông Thành trở lại Mỹ quyết định ly dị vợ, bỏ đàn con, bán nhà bán xe gom tiền đem về Sài Gòn để xây tổ ấm lâu dài với Hương. Mặc dầu bao nhiêu sóng gió và cạm bẫy đang chờ ông, ông mua nhà mở quán cà phê cho Hương kinh doanh giữa một xã hội đầy bất trắc. Ở tuổi bắt đầu xế bóng, liệu ông Thành có vượt qua được những ghen tương, lừa lọc và phản bội để đi nốt chặng đường bên người tình trẻ hay không? Mời quý thính giả theo dõi tiếp phần kết thúc sau đây. Một buổi trưa quán vắng, Hương ngồi sau quầy mở tờ tạp chí phụ nữ coi hình tài tử Hàn Quốc. Bên ngoài trời đang nắng gắt, bỗng mây xám từ đâu ùn ùn kéo đến, báo hiệu cơn mưa rào nặng hạt sắp đổ xuống. Gió thổi phần phật từng cơn, xuyên qua những nhánh xoài, rũ lá trên mái tôn. Đám người làm vội vã chạy ra nhấc những chiếc ghế đặt ngoài sân trống, đưa hẳn vào trong quán. Hương ngẩng lên ngó ra đường một chút rồi lại cúi xuống dán mắt vào mấy tấm hình màu trên trang giấy láng. Nàng mới lật được vài trang thì từ ngoài sân, một người đàn ông đi thẳng vào quầy gọi tên Hương và cất tiếng chào. Hương ngẩng đầu buông vội tờ báo, giật mình buột miệng kêu lên: "Ủa, anh Minh!" Rồi Hương nhìn nhanh ra sân và tiếp: Anh đi một mình à? Thế anh Phát đâu?" Câu hỏi nghe thật tức cười. Cụ Phát và Minh, bố vợ con rể, Hương đều gọi bằng anh. Nhưng không sao, cả tuần nay Minh đã quen tai rồi. Vì vào bất cứ chỗ nào có gái, các cô đều xưng hô như thế cả. Một cụ già 90 hay một chàng trai mười mấy, các cô cũng đều gọi bằng anh hết. Theo thông lệ, mỗi khi tiếp khách quen, Hương gọi Dung lên coi quầy, rồi bước hẳn ra chọn cái bàn trống trong góc quán, sát cửa sổ, trông ra con đường đất nhỏ, mời Minh ngồi đối diện. Nàng bảo người làm pha nước cho Minh, rồi vui vẻ nhắc lại câu hỏi: "Anh đi đâu mà lạc bước đến đây vậy?" Minh ung dung đáp: "Định đến đây thật chứ đâu có lạc bước. Tôi nhớ hôm trước Hương có dặn tôi là bất cứ lúc nào có dịp đi ngang thì tạt vào uống nước. Hôm nay tôi đến để xem đó là lời mời thật của Hương hay chỉ là lời mời lơi cho vui." Hương thấy rõ Minh có lối nói rất tự tin của một người thành công trên đất Mỹ. Nàng gật đầu cười: "Vâng, em thì em mời thật chứ đâu có khách sáo. Đúng ra thì em cũng hay mời lơi cho vui miệng, nhưng mà đối với người khác kìa, chứ còn anh thì đặc biệt. Anh ghé quán là hân hạnh cho em lắm rồi. Anh từ Mỹ lặn lội về đây, chả nhẽ em tiếc cốc cà phê không mời anh uống." Minh đưa tay lên cởi bớt cái nút áo gần cổ cho đỡ nóng. Anh vốn có thói quen mặc quần tây áo sơ mi vì làm việc văn phòng đã cả chục năm sau khi ra trường. Về đây lắm khi anh cũng muốn đổi quần jean áo thun cho thoải mái, nhưng mặc thử một lần trông ngượng nghịu quá, anh lại đành trở về với trang phục cũ và tặng cho Viễn bộ đồ anh vừa mua. Minh phân trần với Hương: "Tôi có ông anh nhà gần đây, cũng nằm trên đường này này. Trưa nay tôi ghé ăn cơm trưa với gia đình ông ấy, rồi trên đường về khách sạn ngang qua khu này thì tôi mới sực nhớ ra quán cung đàn. Tôi vội bảo taxi dừng lại để ghé vào thăm ông Thành với Hương." Minh nói rất trơn tru vì trong lòng không hề nhớ tới vai vế của ông Thành và Hương, mà đáng lẽ Minh phải tự xếp vào hàng con cháu, bởi ông Thành là bạn cụ Phát.
Anh quay nhìn vào bếp và hỏi luôn: Thế ông Thành đâu? Chắc vẫn chưa quen giờ nên lại nằm ngủ rồi chứ phải không? Khương rót trà ra tách, đẩy lại trước mặt Minh. Nàng chưa kịp đáp thì Minh lại tiếp ngay: 10 ngày trôi qua nhanh quá, tôi chỉ còn ở bên này có mấy hôm nữa thôi. Bữa nay ghé đây để chào ông Thành với Hương, sợ từ nay đến hôm về không có dịp gặp lại. Nói câu ấy, ánh mắt của Minh nhìn Hương thật đắm đuối. Ánh mắt thèm khát ấy Hương đã nhận ra ngay từ lần trước khi Minh đến đây cùng cụ Phát. Thường hay len lén nhìn Hương, chẳng cần phải có trực giác bén nhạy, Hương cũng biết hôm nay Minh đến đây vì nàng, chứ chả dính dáng gì đến ông Thành. Bởi ông Thành có phải là bạn của Minh đâu. Nàng nói: Anh Thành về Mỹ rồi, về được 3 hôm. Minh trợn mắt nhìn Hương như ngờ vực. Thật không? Ông ấy về rồi à? Thế mà tôi chả biết gì cả. Hương gật đầu: Vâng, anh Vương gọi điện bảo về gấp vì có người mua nhà. Anh Thành về bán xong cho nó rồi đó mà. Em nghĩ thì khoảng 10 hôm là lại quay lại đây. Minh làm bộ thở dài như tiếc nuối. Tiếc quá, tôi nhớ hôm đến đây lần đầu, Hương rủ đi xem ca nhạc. Nhưng ông cụ tôi vốn không có thích không khí phòng trà. Tối nay thì ông cụ tôi có một khác, ông ra Hà Nội rồi. Tôi định mời ông Thành với Hương lại đồng giao nghe nhạc. Hôm nọ mấy người bạn có rủ tôi đến đấy một lần, được lắm. Tôi thì không muốn đi một mình cho nên ghé rủ ông Thành và Hương cùng đi. Tôi chỉ còn ở bên này có mấy hôm nữa thôi. Hương giờ này đã chán ông Thành lắm rồi, nhưng vẫn phải làm bộ đóng kịch bình thường. Cho đến khi hoàn tất kế hoạch lột tiền của ông, nàng suýt xoa bảo Minh: Tiếc quá, chả mấy khi lại có dịp đi phòng trà, nhất là lại được anh mời. Nhưng mà anh Thành về Mỹ mất rồi. Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt nước đầu tiên rớt mạnh trên mái nhà, trên các chùm lá lẫn trong tiếng gió thổi vù vù. Hương nhìn ra cửa sổ và nói bâng quơ: Mưa cho mát, có điều mưa rào kiểu này chả có lâu đâu. Dung bưng khay nước ra, đá chanh cho Hương và cà phê đá cho Minh. Trước khi quay đi, Dung hỏi: Mợ cần gì nữa không mợ? Hương dịu dàng đáp: Không con, mợ cần thì mợ gọi, con lại coi quầy hộ mợ nhé. Bình thường thì Hương ít khi nói chuyện với nhân viên bằng thứ ngôn ngữ đầy ắp tình thương như vậy. Nhưng tại có Minh bên cạnh, nàng cần phải tỏ ra hiền lành để đánh lừa dư luận. Và quả nhiên, Minh thấy nàng càng ngày càng dễ mến hơn. Đã thế, Hương lại ân cần bưng tách cà phê của Minh, múc 2 muỗng đường bỏ vào và khuấy cho tan. Rồi nàng đổ sang ly nước đá và lại khuấy tiếp, rồi mới trao cho Minh và nói: Mời anh uống thử. Nhạt quá thì bảo em thêm đường cho. Cà phê cung đàn thì ai cũng khen ngon, nhưng mà ngon hay không là do khẩu vị của từng người. Anh thì mới ở Mỹ về, có thể thấy không có ngon. Đó là câu nói quen thuộc của ông Thành mà Hương đã nằm lòng. Riêng với Minh lúc này thì chẳng cần biết cà phê cung đàn ngon hay dở, chỉ biết chính tay Hương ân cần pha cho anh là anh thấy hạnh phúc lắm rồi. Anh đỡ ly cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi gật gù nhận xét: Thật ra thì mấy hôm đầu mới về đây tôi cũng thấy cà phê bên này pha đặc quá. Bên Mỹ vì ít thì giờ cho nên người ta chỉ uống cà phê pha sẵn, chứ hầu như chả còn ai dùng phin như bên này. Cũng may cả tuần nay tôi quen rồi, thành ra uống đậm như thế này lại thấy ngon. Hương đứng dậy, kiễng chân và vói tay khép cửa sổ. Vì gió bên ngoài vừa thổi hắt mấy giọt nước mưa vào bàn, nàng mặc quần jean lô cắt nên khi vươn người vô tình để hở cả một mảng da thịt trắng ngần từ lưng trễ xuống mông. Hình ảnh chớp nhoáng ấy đã đẩy trí tưởng tượng của Minh đi rất xa, làm anh mơ tưởng cái hạnh phúc xác thịt mà ông Thành hưởng thụ 2 năm nay bên Hương. Minh về đây đã 10 ngày, lang thang từ Sài Gòn, Vũng Tàu ra Đà Lạt. Ở đâu anh cũng gặp những cô gái rất xinh đẹp quấn quýt quanh anh. Nhưng chả hiểu sao, anh vẫn thấy không ai có sức lôi cuốn mãnh liệt như Hương. Gặp một lần với cụ Phát, Minh đã thấy xao xuyến và thường hay bâng khuâng nghĩ đến Hương. Thậm chí còn tiếc cho Hương phải ôm một người già là ông Thành. Minh nén tiếng thở dài và hỏi:
Thế Hương có định sang Mỹ định cư không? Hay là ông Thành về ở bên này luôn? Em chả định gì cả, tùy anh Thành thôi. Nhưng mà xem chừng như là anh ấy muốn về bên này luôn. Anh ấy bảo là về già ở Việt Nam sướng hơn. Tuy không nói ra nhưng mình thấy ông Thành quyết định như thế là khôn. Đưa một cô gái trẻ đẹp như Hương qua Mỹ, cứ sự thường ông sẽ phải khóc hận nhìn nàng ra đi. Mình bảo, Hương nói thế thì cũng lạ đấy. Tôi cứ tưởng là ai cũng thích qua Mỹ. Các cô lấy chồng hải ngoại chủ yếu là để xuất ngoại. Hương không muốn đi hay sao? Muốn chứ anh. Nhưng mà em đã nói là tùy anh Thành thôi. Các cụ ngày xưa dạy là thuyền theo lái, gái theo chồng. Em có muốn cũng chả được. Câu trả lời của Hương là Minh lại càng lầm tưởng rằng Hương là người vợ hiền, coi việc chiều chồng là trách nhiệm lớn nhất của người đàn bà. Anh Toan khen Hương một câu thì Hương lại thêm. Em nhớ hôm nọ hình như là anh Thành giới thiệu anh là kỹ sư điện tử phải không ạ? Bây giờ thì anh đi làm cho người ta hay là mở công ty riêng? Em nghe bảo người Việt mình ở bên đấy giỏi lắm, tuyệt đại đa số lập công ty riêng, phát tài lắm phải không anh? Minh thành thật đáp, hiện giờ thì tôi chả làm gì cả. Cuộc sống của Minh thì Hương cũng đã biết đại khái, bởi hôm cụ Phát và Minh ở đây đi, ông Thành có kể cho Hương nghe về Minh. Anh tốt nghiệp ngành business trước rồi mới chuyển sang học điện tử. Nói đúng ra những gì cụ Phát cho ông Thành biết về Minh, ông Thành đều nói lại cho Hương nghe. Nhờ vậy Hương mới biết Minh chả làm gì chính thức mà vẫn có bạc triệu trong tay. Vốn sẵn có thiện cảm với Minh vì dáng dấp bên ngoài và vì Minh học giỏi, Hương lại càng quý Minh hơn khi biết Minh là triệu phú. Hương nhắc lại một nhận xét của ông Thành. Đúng là cái vòng luẩn quẩn anh nhỉ. Người bên này chỉ mong đi, người hải ngoại thì lại muốn quay về. Bên ngoài cơn mưa vừa dứt, gió cũng ngừng hẳn. Hương lại đứng lên, mở cửa sổ cho thoáng rồi nói. Giá mà anh Thành còn ở đây thì thế nào cũng mời anh đi ăn cơm rồi đi xem ca nhạc. Mà tiếc quá, anh Thành đi mấy hôm rồi. Thôi, tôi ghé thăm Hương mà được Hương tiếp chuyện như thế này là hân hạnh cho tôi lắm rồi. Đâu có dám làm phiền Hương. Anh Minh, anh nói ngược. Em mới là người hân hạnh đấy nè. Anh từ Mỹ về, nhất là lại về lần đầu, bao nhiêu chỗ phải đi mà anh lại dành thì giờ để nhớ tới quán cung đàn thì quý hóa lắm rồi. Em quên chưa hỏi, thế anh quen được bao nhiêu cô rồi? Có cô nào níu chân anh ở lại bên này chưa? Minh nhìn Hương tha thiết và hạ giọng bảo. Kể thì quen nhiều chứ, chỗ nào cũng quen. Nhưng không thấy có cái gì lưu luyến cả. Nói chung là chưa gặp cô nào để lại ấn tượng mạnh. Có lẽ tôi không có số may mắn như ông Thành nên chưa gặp được người nào như Hương. Lời khen lộ liễu của Minh làm Hương vừa mừng vừa bối rối, nhưng đồng thời cũng khiến nàng càng uất hận ông Thành. Nàng bảo Minh, chắc anh kén chọn hoặc là khó tính quá, chứ con gái bây giờ đẹp như tiên. Em thì ăn thua gì, em thì em xếp vào cái hạng đồ cổ rồi. Minh nhấn mạnh bằng giọng nghiêm trang. Tôi nói thật đấy chứ không phải là vì trước mặt Hương mà tôi khen cho Hương vui đâu. Vì Hương đẹp quá cho nên ông Thành mới không dám đem Hương qua Mỹ. Hương cũng biết điều đó mà. Như vậy anh còn ở đây có mấy hôm nữa thôi phải không anh Minh? 4 hôm nữa. Hôm nay là ngày 11. Ngày 15 tôi về Mỹ. Về Việt Nam lần đầu mà chỉ có 2 tuần thì ít quá. Vậy mà có người chỉ về được có mấy hôm đã đòi đi vì nóng quá, chịu không nổi. Anh thì thấy anh than ít, chứng tỏ là anh thích Việt Nam. Hỏi thật nha, thế về lại Mỹ, anh có mang theo hình bóng nào đặc biệt không? Minh buột miệng đáp, đến giờ này thì chả có hình bóng nào cả. Nếu có nhớ thì chắc chỉ nhớ mình Hương thôi. Hương giật mình bối rối trước câu trả lời liều mạng của Minh. Nàng thấy tim mình đập mạnh vì thái độ thân thiện quá bất ngờ của Minh. 2 năm nay từ ngày gắn bó với ông Thành, dĩ nhiên cũng có lúc nàng thấy tội nghiệp ông vất vả đường xa.
Nhưng trong tận đáy lòng thì chưa bao giờ nàng coi ông là người yêu hay là chồng của mình. Bằng chứng là Đỗ Tuân vừa xuất hiện, nàng ngả vào vòng tay của gã ngay lập tức. Nhưng Đỗ Tuân chỉ hơn ông Thành một điểm là còn trẻ, chứ mọi thứ khác đều quá tầm thường. Một người như Minh, nếu yêu nàng thì mới thật là đối tượng lý tưởng. Minh đã xuất hiện đúng lúc, đúng cái khoảng thời gian mà tâm hồn Hương đang trống vắng, vì cả Đỗ Tuân lẫn ông Thành đều phản bội Hương. Thành ra thiện cảm của Hương dành cho Minh càng tăng lên gấp bội. Nàng trầm tư, đắn đo một chút, rồi ngẩng lên bảo Minh. Chả biết bao giờ mới gặp lại anh. Thôi thì thế này, hôm nay em phá lệ, em mời anh đi ăn cơm, rồi đi xem ca nhạc, được không ạ? Minh sửng sốt trố mắt nhìn Hương trả lời. Đi một mình Hương à? Hương cười trấn an. Chả một mình thì hai mình à? Anh Thành về Mỹ rồi, hay là anh ngại đi một mình với em hay sao? Minh vội xua tay và kêu lên. Không, 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 tôi mà ngại cái gì, tôi đâu có quyền ngại. Được đi với Hương là tôi hãnh diện lắm rồi. Hương vén tay áo nhìn đồng hồ rồi kết luận. Bây giờ là 4 giờ, anh chờ em khoảng 1 tiếng. Em sửa soạn xong thì mình xuống chợ Sài Gòn nhé. Dứt lời, Hương đứng dậy lại quầy, bảo Dung. Này, mợ có việc phải đi với anh Minh, con coi quán hộ mợ nhé. Có cần gì thì cứ gọi di động cho mợ nhé. Dung gật đầu không thắc mắc, bởi nó cũng biết Minh đã có vợ là người thân của ông Thành bên Mỹ. Bằng chứng là hôm nọ cụ Phát và Minh đến đây, Dung đã thấy ông Thành từ quầy lao ra đón tiếp rất niềm nở. Nó thanh thản nhìn Hương, bước nhanh lên lầu. Ngồi lại ở bàn, Minh hoang mang đến cùng cực, vì vừa lo sợ vừa sung sướng. Minh không thể ngờ Hương nhận lời đi ăn và đi phòng trà với anh. Chỉ một mình anh, chuyến du lịch Việt Nam lần đầu không ngờ lại thắng lợi như thế. Chỉ một tối nay đi chơi với Hương, Minh đã thấy hai tuần lễ về quê hương tràn đầy ý nghĩa. Và không uổng công anh dàn cảnh với Viễn để nói dối vợ. Bàn tay run run, Minh nâng bình trà rót thêm ra tách và lơ đãng đưa lên miệng. Anh quay nhìn mông lung ra cửa sổ. Trời đã dứt hẳn cơn mưa, nhưng trên mặt đường còn đọng lại những vũng nước loang loáng, thỉnh thoảng bắn tung lên khi xe hai bánh chạy qua. Anh sốt ruột vén tay áo nhìn đồng hồ lần nữa. Vừa lúc ấy điện thoại cầm tay trong túi quần anh rung lên. Anh nghiêng người moi ra và nhận ra số của Viễn. Tiếng nhạc trong quán mở hơi lớn khiến Minh phải bước hẳn ra sân, lại sát bên bờ tường. Minh nói chuyện với Viễn ậm ừ cho qua rồi cúp phone. Khi anh quay vào chỗ cũ thì Hương cũng đang từ trên gác đi xuống. Hương vừa trải lại mái tóc, thay bộ đồ mới và xách bóp LV ông Thành mới mang từ Mỹ về cho Hương. Nhìn Hương, Minh xúc động lắm. Từ hôm về đây, anh cũng đã từng gặp, từng ngủ với nhiều cô khá đẹp. Nhưng họ chỉ là gái giang hồ phục vụ thân xác, chứ không gợi lên trong Minh chút cảm xúc nào. Ngược lại, Hương mới chính là bóng hình trong mơ của Minh từ hôm đến đây cùng cụ Phát và được Hương tiếp chuyện thân mật. Từ hôm ấy, Minh hay nhớ đến Hương và nhớ nhất là lời khen của Hương bảo Minh trông giống tài tử Hàn Quốc. Nhớ nhưng đành chịu vì Hương đã là ván đóng thuyền có ông Thành lù lù bên cạnh. Bỗng hôm qua khi Minh đưa cụ Phát ra sân bay để cụ đi Hà Nội, tình cờ cụ cho Minh biết ông Thành đã về Mỹ bán nhà. Minh giằng co mãi, trằn trọc cả đêm, rồi hôm nay quyết định ghé thăm Hương. Ghé thăm để nhìn lại Hương thôi, chứ đâu có dám hy vọng đi xa hơn. Dĩ nhiên Minh phải làm bộ chưa biết ông Thành đã về Mỹ, cho nên hễ mở miệng là luôn luôn nhắc đến ông Thành và Hương. Kỳ thực ông Thành có là gì đâu mà Minh phải bỏ thì giờ vàng ngọc đến thăm. Âm mưu của Minh chẳng ngờ lại thành công vượt chỉ tiêu. Anh đứng dậy, tiến ra sân chờ Hương, vừa từ trên gác xuống, đang đứng dặn dò Dung. Hương nhắc lại. Này, mợ có việc cần phải gặp bố con anh Minh nhé, coi quán cho mợ đấy. Dung gật đầu nhấn mạnh. Vâng, mợ cứ đi đi, có gì cần con điện ngay. Hương bước ra lề đường, đứng bên Minh. Chỉ một phút sau, có chiếc taxi chạy tới. Minh mở cửa xe,
hồi hộp không nói được lời nào. Anh nghe rõ tim mình đập thình thịch và bàn tay anh lạnh toát. Chẳng cần soi gương, anh cũng biết mặt mình đang tái nhợt như người đi ăn trộm lần đầu. Ngồi trong xe, Minh càng đê mê ngây ngất vì Hương tự động tựa sát vào người anh. Anh không ngờ sự may mắn đến quá bất ngờ và nhanh chóng như vậy. Nàng mặc áo hở cổ, Minh nhìn sâu xuống và thấy cả cái nốt ruồi nho nhỏ trên ngực bên trái của Hương. Từ hôm gặp Hương lần đầu, anh cứ mang theo mãi hình ảnh của Hương và thầm khen ông Thành quá may mắn. Hôm nay có lẽ cái hạnh phúc của ông Thành đang chuyển sang cho anh. Cả hai chẳng ai nói lời nào, nhưng cùng sống lại những giây phút hẹn hò của thời mới lớn. Thậm chí Minh nắm bàn tay Hương đặt trên đùi Hương, nàng chẳng những không tỏ thái độ phản đối, mà chính nàng còn nắm chặt hơn. Chỉ có điều mặt Hương thì hớn hở yêu đời, còn mặt Minh thì thoáng nét đăm chiêu. Taxi chạy gập ghềnh trên những con đường nhiều ổ gà, và dòng xe hai bánh len lách qua lại đến chóng mặt. Cả Minh và Hương đều ngại nói chuyện về sự hiện diện của ông tài xế. Mà có cần gì phải nói chuyện nữa, tâm hồn hòa đồng và kề cận thân xác như vậy là quá đủ rồi. Hương thoáng nhớ lại tất cả những người đàn ông đã đi qua đời nàng. Đầu tiên là gã thanh niên hàng xóm kế bên nhà người thân mà Hương ngồi học may lúc mới ở Lâm Đồng vào. Ngày ấy Hương mới 16 tuổi, còn xa lạ với thành phố. Thằng Kép cũng vừa mới lớn, đang đi học, nhưng xem chừng thích lêu lổng ngoài đường. Buổi tối Hương thường kiếm cách đi chơi với gã ngoài bờ sông, hoặc những khúc đường tăm tối, trải miếng vải ni lông ngồi tựa gốc cây. Ở Việt Nam, con nhà nghèo lại đang còn là học trò, thì dễ gì có điều kiện đưa nhau vào khách sạn. Hẹn hò thường chỉ ôm nhau ở bờ, ở bụi. Thế mà Hương cũng chấm dứt đời con gái trong đêm trăng thượng tuần mờ nhạt. Chuyện tình đầu vụng dại ấy kết thúc đột ngột vì thằng nhỏ tự dưng đi đâu mất, Hương không gặp lại. Mãi về sau, nàng mới nghe nói nó đang sửa xe ở Phú Nhuận. Học may xong, Hương lao ra đời, tiến xa hơn xin làm người mẫu cho nhà thiết kế Hoàng Kim, rồi từ đó đứng bán hàng trong bà Hinh ở tiệm thời trang Âu Cơ. Chính nơi đây, định mệnh đã đưa đẩy để Hương gặp ông Thành lần đầu tiên về nước, làm thay đổi hẳn cuộc sống của nàng cho đến nay. Ông Thành là người đàn ông thứ hai trong đời Hương. Đang ôm một thằng nhỏ chưa đến 20, đột ngột đổi sang ông già 60, dĩ nhiên sự khác biệt lớn lao lắm. Thằng nhỏ tuy có cái trẻ trung nhưng không có đồng bạc dính túi. Lấy nó về, nó ngồi sửa xe thì Hương cũng phải buôn thúng bán mẹt mới tạm đủ ăn. Xã hội Việt Nam ngày nay định giá trị cuộc sống bằng tiền. Vì vậy những đồng đô la tới tấp gửi về để giúp Hương quên hẳn cái già nua của ông Thành. Già hơn nữa cũng không sao, bởi chuyện tình ông Thành và Hương chỉ đặt trên căn bản đổi trác. Hương đem tấm thân mỹ miều của mình để đổi lấy một phần tài sản của ông, tức là quán cung đàn hôm nay. Người đàn ông thứ ba dĩ nhiên là Đỗ Tuân. Gã đến với nàng khi cuộc sống vật chất của nàng đã đầy đủ. Ông Thành thì già mà lại hay vắng mặt, khiến nàng luôn luôn thấy trống vắng, cần có một người tình trẻ bên cạnh. Nàng có cái vui là lấy tiền từ tay ông Thành để chuyển sang cho Đỗ Tuân, đôi bên cùng có lợi. Và bây giờ xuất hiện nhân vật thứ tư mà Hương trân quý nhất, đó là Minh. Gặp Minh lần đầu đến quán với cụ Phát, Hương đã thấy thích ngay. Biết Minh giàu, nhưng Hương không hề mảy may nghĩ đến việc lạm dụng để moi tiền như nàng đang áp dụng với ông Thành. Tình cảm của nàng đối với Minh là thứ tình cảm thuần túy của trái tim, và nàng mơ được sống với một người chồng như Minh, dù ở Việt Nam hay sang Mỹ. Đi với Minh hôm nay, Hương thấy thoải mái lắm. Giả như mai kia ông Thành biết được mà bỏ Hương, thì nàng cũng chỉ mất số tiền bán nhà của ông thôi, chứ vốn liếng tiền mặt vào cái quán cà phê nàng đã nắm chắc trong tay rồi. Nếu đổi sự mất mát nhỏ nhoi ấy lấy một người tình Việt kiều như Minh thì cũng chả có gì phải hối tiếc. Ngược lại với Hương, Minh ngồi kề cận Hương, tuy lòng hồi hộp sung sướng và toàn thân nóng bừng sự dạo dực, nhưng chỉ trong nháy mắt anh phải đối phó ngay với những lo âu ùa về vây bủa trong lòng.
anh nhớ đến cụ Phát và ông Thành. Mai đây nếu chuyện này đổ bể, anh sẽ nói sao với bố vợ và ông Thành về hành động đâm sau lưng bạn bè của mình? Việt Nam biết bao nhiêu con gái anh tìm đâu chả được, sao lại cướp người yêu của ông Thành là bạn của bố vợ Minh? Bất giác, Minh lắc đầu thở dài. Hương quay sang nhìn Minh mỉm cười và hỏi. Đi chơi với em mà thở dài là thế nào? Thôi, mình quay về vậy. Minh nở nụ cười ngượng nghịu, quàng cánh tay qua vai Hương và lúng túng đáp liều bằng giọng tha thiết. Anh đang tiếc là anh gặp em hơi muộn. Minh ngừng lại, chỉ ngón tay vào lưng ông tài xế để giải thích cho Hương biết là anh muốn nói thật nhiều, nhưng không tiện nói lúc này. Hương hiểu ý, ngả đầu vào vai Minh. Hai người im lặng khá lâu, rồi Hương mới đổi đề tài nói. Đi ăn bây giờ thì còn sớm quá anh nhỉ? Mới có hơn 5 giờ. Hay là xuống Sài Gòn mình đi lang thang cho vui, rồi độ khoảng 7 giờ hãng đi ăn anh nhé. Vậy thì ghé ô tên anh một chút được không? Cho anh thay bộ đồ, tối đi nghe nhạc. Bình thường thì anh ít để ý đến quần áo, nhưng mà đi bên em thì... Vâng, vâng. Anh muốn thay thì thay chứ, mặc thế này cũng đẹp dài lắm rồi. Hương nói đúng, Minh chỉ làm bộ để đưa Hương lên phòng. Chứ thật ra trưa nay trước khi đến thăm Hương, anh đã tắm rửa lau chùi thật kỹ lưỡng, rồi xịt nước hoa Chanel Allure từ trên xuống dưới. Sau đó anh đón taxi chạy thẳng lại quán Cung Đàn, có bụi bặm gì đâu. Hương lại hỏi. Anh ở khách sạn nào vậy anh? Anh ở Sheraton, ngay downtown, sau lưng của Caravan. Shopping trong đó đẹp lắm, đủ các mặt hàng quốc tế. Gucci, Louis Vuitton, Prada chẳng thiếu thứ gì. Em lựa dùm anh một món quà để anh tặng em làm kỷ niệm. Em cũng nghe nói là shopping trong hotel á sang lắm, nhưng mà có bao giờ bước vào được đâu. Xe dừng lại trước khách sạn. Vừa bước xuống, Hương níu cánh tay Minh và hỏi ngay. Anh Minh nè, thế tại sao lúc nãy đó trên xe em thấy anh thở dài rồi mặt buồn thiu vậy? Đi chơi với em anh không có vui à? Minh nắm tay Hương vào lobby, tiến lại thang máy và nhắc lại. Anh không buồn, nhưng mà anh tiếc. Tiếc lắm, vì anh gặp em quá trễ. Ngồi bên em mà anh cứ nghĩ đến ông Thành, lòng anh áy náy lắm. Câu trả lời vừa giả dối vừa vô lý mà Hương không nhận ra. Giả dối vì rõ ràng Minh làm bộ tội nghiệp ông Thành. Trên đời này có ai rủ rê vợ người ta mà còn tỏ ra nhân nghĩa tội nghiệp ông chồng? Bởi nếu Minh thấy tội nghiệp ông Thành thì đã không đi chơi với Hương. Hơn thế nữa, câu nói của Minh lại càng cực kỳ vô lý. Minh tiếc vì Hương đã có ông Thành, sao không tiếc vì chính Minh đang có vợ? Nhưng Hương đang đắm say nên không nhận ra cái vô lý ấy. Nàng run run cảm động vì thấy Minh thật là người có tình nghĩa, ôm Hương mà lòng vẫn thương ông Thành. Vì vậy khi vừa vào tới thang máy không có ai, Hương ôm ghì lấy Minh và bảo. Anh Minh, em không bận tâm thì thôi chứ, sao anh lại nghĩ đến ông Thành làm gì? Thôi thì để em nói thật với anh nhé. Em với ông Thành chuyến này chia tay nhau rồi. Không chia tay ông Thành thì em đâu có đi với anh như thế này. Thật không? Sao lại chia tay? Mới tuần trước anh đến quán còn thấy em với ông Thành vui vẻ lắm kia mà. Sao mà đột ngột như thế? Thôi được rồi, để vào phòng rồi em kể cho anh nghe. Không phải là vì gặp anh mà em mới nói thế đâu nhé. Đúng ra thì chuyện này em cũng không nên nói với anh, nhưng mà em thì em chỉ muốn kể cho anh khỏi áy náy thôi. Quan hệ giữa em với ông Thành không còn gì nữa. Minh mở cửa phòng, hơi lạnh ùa vào mặt mát rượi. Hương vô trước, anh theo sau. Anh ngồi ngay xuống mép giường và bảo. Trời Sài Gòn nóng quá, lúc nào cũng chỉ muốn chui vô khách sạn, chả muốn đi đâu ngoài đường. Hương đứng nhìn quanh căn buồng và kêu lên. Trời ơi, đẹp quá anh nhỉ, sang thật đấy. Chắc là đắt tiền lắm anh ha, khách sạn 5 sao có khác. Minh đứng dậy tiến lại sau lưng Hương. Anh nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên vai Hương, trông ra cửa sổ và nói. Bên này người ta ít quan tâm đến cái view, nhưng ở bên Mỹ, ở lầu cao,
mà nhìn được khắp thành phố như thế này, hoặc nhìn ra bờ sông, ra công viên là quý lắm. Hương không nói gì, chỉ ngửa đầu ra, tựa sát vào ngực Minh và nhắm mắt lại. Đứng một lúc, Minh dìu Hương lại ngồi xuống giường và hỏi: "Em bảo em với ông Thành chia tay nhau rồi, sao lại đột ngột như thế?" Nghe câu hỏi của Minh, Hương vừa bực mình vừa thương hại. Đem nhau vào khách sạn, sắp đến lúc cởi quần áo để nhập cuộc thì lại hỏi những câu ngớ ngẩn về ông Thành. Hay là Minh muốn chứng tỏ mình còn nhân nghĩa, không nỡ ôm vợ người khác? Hương dằn cơn giận, kiên nhẫn giải thích: "Chẳng phải là em vơ đũa cả nắm đâu, nhưng mà đàn ông các anh hả, tệ lắm. Lúc nãy đó, ngồi ở quán đó, anh khen em đẹp, em chả biết là có nên tin lời anh hay là không. Bởi vì bây giờ đó, em sợ lời khen lắm rồi. Anh có thể tưởng tượng được không? Ông Thành đã có em rồi, thua ông ấy gần đến 40 tuổi, thế mà vẫn chưa hài lòng. Ông ấy, trời ơi, em không biết nói sao. Ông ấy còn tán với con bé người làm của em á, rồi rủ nó làm hôn thú, rồi ông ấy đưa sang Mỹ nữa." "Thật không? Đứa nào ở quán? Ông Thành già rồi mà sao ngu vậy?" Hỏi câu ấy, Minh thấy nhẹ hẳn trong lòng. Nếu quả thực ông Thành tán đứa khác, tức là ông không hề có ý gắn bó sâu đậm với Hương, cũng có nghĩa là ông chỉ coi Hương như khách qua đường. Vậy thì Hương có vụng trộm với Minh cũng chỉ là ông ăn trả bà ăn nem mà thôi. Tìm được cách giải thích ngang ngược ấy, Minh thấy vui hẳn lên. Hương chép miệng than: "Thế mới nói chứ, lão dề cái liễu. Anh không có biết nó đâu, vì hôm anh đến thì nó nghỉ rồi. Lão làm em xấu hổ với mấy đứa chạy bàn quá đi mất. Mà lại càng xấu hổ hơn á, vì lão tán cái liễu mà nó lại từ chối chứ. Em hỏi anh này, em không cắt đứt quan hệ với lão thì còn làm gì được nữa. Nhục nhã quá rồi. Còn em đó, em bây giờ đó, em thấy em giống như là con chim đậu cành mềm á. Gặp đàn ông á, em sợ lắm, em không còn dám tin ai nữa, nhất là Việt Kiều." Minh quàng cánh tay qua vai Hương, âu yếm bảo: "Anh thì anh có đổi cả thế giới này để được em, anh cũng đổi. Có em, đời nào anh còn thèm nhìn người khác nữa." Vừa nói, anh vừa kéo Hương để nàng nằm xuống bên cạnh. Nhưng Hương đẩy nhẹ tay Minh và bảo: "Nhặn hết quần áo của em." Tuy nói thế, nhưng Hương vẫn ngoan ngoãn nằm xuống và để yên cho Minh xoay người hôn vào cổ, rồi úp mặt vào ngực Hương, đồng thời luồn tay vô trong áo, đặt trên lưng Hương. Giờ này cụ Phát, ông Thành và ngay cả Nga, vợ của Minh, cũng đều trở thành vô nghĩa. Minh không còn biết gì nữa, ngoài cơn sốt hừng hực của cơ thể vừa bùng lên, theo đôi bàn tay cuồng nhiệt của anh đang kéo quần Hương xuống. Từ phút đó, Minh trở thành người đàn ông thứ tư đi qua đời Hương. Nhưng Minh mới chỉ cởi được quần ngoài của Hương và đang úp mặt hôn trên đùi nàng thì có tiếng phone reo. Điện thoại cầm tay của Hương còn nằm trong bóp đặt trên bàn. Đáng lẽ Hương chẳng nên trả lời giữa lúc dầu sôi lửa bỏng này, nhưng nàng lại sợ ở quán có việc gì quan trọng con Dung cần gặp nàng gấp, cho nên nàng ngồi lên tựa lưng vào vách và bảo Minh: Anh lấy hộ em cái phone trong ví." Minh lao lại trao nguyên cái bóp cho Hương, rồi lại nằm xuống tiếp tục ôm lấy đùi Hương xoa nhẹ nhẹ. Giây phút hạnh phúc này anh đã khát khao từ hôm gặp Hương lần đầu, và chẳng ngờ bây giờ ước mơ biến thành sự thật, y như chuyện thần tiên. Hương đưa tay hất mái tóc sang một bên, rồi áp điện thoại vào tai. Đầu dây bên kia không phải là Dung, mà là ông Thành từ Mỹ gọi về. Hương giật mình ngồi duỗi thẳng hai chân, đập nhẹ vào vai Minh và đưa ngón tay ra dấu bảo Minh im lặng. Ông Thành nói: "Em hả? Anh xong hết mọi việc rồi. Một tuần nữa anh về. Anh lấy vé máy bay rồi. Ngày 18 anh sẽ có mặt ở bên em. Anh báo để em mừng là nhà bán xong rồi. Trừ mọi chi phí chia đôi thì anh còn được đúng 120.000 đô chuyển về cho em.
Cũng may là anh Vương anh chỉ lấy còn mấy sân tượng trưng thôi. Nói chuyện với ông Thành, Hương ít khi nhắc đến tiền. Nàng hỏi lại: Anh nói sao? Anh về ngày 18 hả? Cho em biết chuyến bay để em ra đón anh nhé. Ông Thành đổi sang giọng tình cảm, thều thào bảo: Anh nhớ em từng giây từng phút. Anh rất hối hận là chuyến vừa rồi anh nghe lời người ta, nên anh đã hiểu lầm là em phản bội anh. Nhưng mà sau cơn sóng gió, anh càng hiểu lòng em hơn, càng tin em hơn. Thôi từ nay anh chắc chắn sẽ không bao giờ để một kẻ thứ ba chen vào giữa anh và em. Kẻ thứ ba là Minh, đang nằm úp mặt trên đùi Hương, ngơ ngác không hiểu gì cả. Rõ ràng Hương vừa bảo là nàng đã chia tay ông Thành, sao giờ này vẫn nói chuyện một cách âu yếm như thế là sao? Dù không biết ông Thành nói gì, nhưng chỉ cần nhìn và nghe Hương trao đổi với ông, mình cũng thấy ngay là quan hệ đôi bên hoàn toàn bình thường. Bàn tay phải anh đang đặt trên mông Hương thò hẳn vào trong cặp quần lót. Minh cụt hứng rút ra và xoay người nằm ngửa, nhìn mông lung lên trần. Anh dùng mình tưởng tượng ra một lúc nào đó, người yêu của anh hay vợ anh nằm bên người đàn ông khác mà vẫn nói chuyện điện thoại với anh một cách dẫn bạt lòng. Hương lại tiếp: Em cũng nhớ anh lắm. Thôi anh đừng có nghĩ ngợi gì nhé, cứ yên chí là lúc nào cũng có em bên cạnh anh. Em nhớ rồi, ngày 18. Thôi anh nhé, ngày 18 em ra em đón anh. Hương tắt điện thoại và hân hoan bảo Minh: Ngày 15 anh đi thì ngày 18 lão Thành về. Minh ngồi bật lên, ngơ ngác hỏi: Sao em bảo là chia tay ông Thành rồi? Thì chia tay rồi, nhưng mà lão không biết. Nói đúng ra là em quyết định một mình, không cho lão biết. Vừa nói, Hương vừa cởi áo, quăng sang bên cạnh, rồi nhoài người nằm đè lên người Minh và tiếp: Anh biết không, cách đây mấy hôm á, lão về Mỹ, lẽ ra là em cho lão đi luôn rồi. Nhưng mà vì lão còn nợ của em $100,000 chưa trả, thành ra em chờ lão ôm tiền về trả cho em, rồi em mới đuổi lão đi. Minh ngây người không hiểu gì. 100,000 đối với người bên Mỹ đã là quá lớn, có khi cả đời không để dành nổi. Thế mà Hương ở Việt Nam nhắc đến một cách thản nhiên như vài trăm bạc. Minh ngơ ngác hỏi: Ông Thành làm gì mà nợ em tới $100,000? Hương cúi xuống hôn Minh và đáp: Hay, nằm với em mà cứ hỏi chuyện lão Thành là làm sao? Minh gượng cười quàng hai cánh tay lên kéo ghì Hương xuống. Anh nhìn thoáng trong tấm gương cuối tường và phải công nhận thân hình Hương tuyệt đẹp, nhất là nàng đang nằm úp và chỉ mặc có mỗi cái quần lót trắng thật nhỏ. Nàng đang cho Minh tất cả, Minh biết thế, nhưng trong đầu anh vẫn lởn vởn hình ảnh già nua của ông Thành. Nằm trên người Minh một lúc, Hương thấy khó chịu vì cái khóa dây thắt lưng của Minh cọ vào bụng Hương. Nàng nhoài người xuống, nằm nghiêng bên cạnh và đưa tay tháo dây lưng cho Minh. Minh vẫn lười biếng nằm ngửa, mắt nhắm lại, hơi thở dồn dập. Chỉ đưa tay tụt quần và co chân, đạp luôn cái quần rớt xuống sàn nhà. Vừa lúc đó thì lại có tiếng phone. Minh giật mình mở choàng mắt nhìn Hương, kéo vội tấm chăn đắp ngang bụng để che bớt phần thân thể không đáng khoe ra. Hương nhìn Minh thở dài mỉm cười, rồi chồm người nhấc cái phone vẫn để trên đầu giường. Đầu dây bên kia lại vẫn ông Thành tiếp tục kể lể nỗi nhớ nhung day dứt như đứa con nít mới lớn. Toàn những lời cũ dích, nhưng Hương phải nhịn. Nàng đưa mắt nhìn Minh, khẽ gật đầu để thay cho lời xin lỗi, vì nàng đang phải diễn cho xong màn kịch cuối cùng với ông Thành. Minh vẫn nằm ngửa, nhìn lên trần. Hương từ từ ngồi lên, tựa lưng vào vách, duỗi thẳng hai chân, toàn thân chỉ mặc mỗi cái quần trắng nhỏ. Một tay đưa phone lên nghe, tay kia âu yếm đặt trên vai Minh như nhắc nhở, khiến Minh lại lật người nằm sấp, rồi trườn người gục mặt vào bụng Hương. Nàng âu yếm lùa bàn tay vào mái tóc Minh, vừa xoa nhẹ nhẹ, vừa lắng nghe những lời nồng nàn của ông Thành. Trái tim Hương hoàn toàn nguội lạnh, chỉ nghĩ đến món tiền $100,000 nên mới kiên nhẫn tiếp chuyện ông. Đang suy nghĩ xem
nên nhắc nhở ông cách nào về số tiền ấy, thì bỗng ông hạ giọng bảo: "Em ơi, lúc nãy anh phone em mà quên một cái chuyện quan trọng. Bên này bây giờ còn sớm, lát nữa ngân hàng mở cửa, anh sẽ ra ngân hàng chuyển hết tiền về chương mục của em ở bên ấy." Hương giật mình sửng sốt, bàn tay đang lùa trong tóc Minh rút vội ra. Đã bao nhiêu lần ông Thành nhắc đến món tiền 100 ngàn sẽ đem về cho Hương, nhưng ông nhắc lúc chưa bán nhà, có khi chỉ là lời hứa cho Hương vui. Bây giờ thì ông đã bán nhà rồi, và cụ thể hơn, ông sẽ chuyển thẳng bằng đường ngân hàng sang chương mục của Hương. Câu chuyện bỗng chốc trở thành cực kỳ nghiêm trọng, bởi đó là số vốn bạc tỷ chứ không phải chuyện đùa. Rõ ràng ông Thành sau cơn sóng gió Đỗ Tuân đã mồi lòng vì những dòng nước mắt của Hương đêm chia tay. Ông cho rằng mình đã hiểu lầm Hương, đã nghi oan cho Hương, cho nên ông cần bù đắp lại. Huống chi về Mỹ lần này, bắt gặp những ánh mắt thù hận của vợ con, những lời móc họng đôi khi rất trắng trợn của bà Thành và hai ba bà bạn, ông thấy mình không còn lùi được nữa. Thôi thì con đường duy nhất là về với Hương, an hưởng tuổi già bên người vợ trẻ. Nước Mỹ chả còn gì cho ông lưu luyến nữa. Ông coi lại sổ sách, bán hết tất cả những gì có thể bán được, rút hết mọi tài khoản rải rác, tập trung vào chương mục của ông để gửi về Việt Nam cho Hương. Nghe bản tin vĩ đại ấy, Hương lo lắng hỏi: "Ôi trời ơi, anh có nhớ số chương mục của em không? Đừng có chuyển nhầm sang chương mục người khác thì chết đó." "Anh nhớ chứ, anh có tấm check của em đây mà. Ngân hàng Vietcombank chứ gì, chính anh đưa ra mở account mà." "Đúng rồi, đúng rồi, Vietcombank. Anh chuyển bao nhiêu vậy?" "Anh còn tất cả là 128 ngàn. Anh sẽ chuyển sang cho em 120. Số lẻ thì anh rút ra cầm về." Rồi ông tỉ tê tâm sự thêm vài câu nữa và cúp phone. Hương ngồi đờ đẫn, mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không. Bao nhiêu hứng thú xác thịt tạm thời nguội tanh hết. Người tình mới và trẻ là Minh nằm khỏa thân trước mặt, Hương chả thấy còn gì là hấp dẫn nữa. Nàng quay nhìn đồng hồ ở đầu giường, tính sang giờ Cali thì mới 8 giờ sáng. Một tiếng nữa ông Thành mới ra được ngân hàng. Rồi sáng mai Hương mới có thể biết được chương mục của mình đã nhận đủ 120 ngàn từ Mỹ chuyển về chưa. Nàng hồi hộp quá, cứ ngồi thừ không nói được lời nào. Về phần Minh, nghe loáng thoáng câu chuyện giữa ông Thành và Hương nhắc đến việc chuyển tiền, anh lại một lần nữa tò mò hỏi: "Ông Thành trả nợ em à?" "Vâng, 120 ngàn đô. Lát nữa ông chuyển sang trực tiếp cho chương mục của em đó." Minh ngồi bật lên, quên rằng mình đang cởi chuồng. Anh nhíu mày hỏi: "Ông ấy nợ em à? Tiền đâu mà em cho ông ấy vay nhiều như thế?" Hương bước xuống giường. Nàng vui quá quên hẳn chuyện ái ân chỉ mới bắt đầu. Nàng bảo: "Em đói quá rồi, thôi mặc quần áo vào, mình đi ăn." Minh vẫn ngồi yên, trố mắt nhìn Hương chờ đợi. Hương bảo: "Em thì làm gì có đồng nào cho lão vay. Lão bán hết nhà cửa ở Mỹ, chuyển tiền về đây để chung sống với em. Nhưng mà em dứt khoát chia tay với lão rồi. Có điều là em chưa cho lão biết." "Sao lại thế? Chờ ông ấy lặn lội về tới đây rồi chia tay hay sao?" Hương vừa mặc quần áo vừa chép miệng lắc đầu. "Không, em đâu có nhẫn tâm như vậy. Sáng mai em ra ngân hàng kiểm tra, nếu nhận được tiền rồi thì em sẽ điện cho lão, bảo là lão đừng có về nữa. Chứ ai mà lại để cho lão về rồi mới nói thì tội nghiệp lão lắm." Dứt lời, Hương bỏ vào buồng tắm trang điểm lại. Đi ăn tối với Minh xong, Hương sẽ về lại quán cung đàn. Đêm nay nàng sẽ hồi hộp lắm, có thể thức trắng đêm chờ sáng cũng chưa biết chừng. Chờ để sáng mai ngân hàng mở cửa, nếu mọi chuyện êm xuôi, nàng sẽ quay lại với Minh tối mai. Chứ bây giờ nàng chả còn hứng thú gì để nán lại bên Minh. Về phần Minh, nghe Hương nói, anh chớp mắt thở dài. Anh cũng đứng dậy mặc quần áo và não nề nghĩ đến ông Thành. Mới hôm nào cùng cụ Phát đến quán cung đàn gặp Hương lần đầu, Minh cứ trầm trồ mãi là ông Thành có phước lắm,
mới ôm ấp được người như Hương. Hóa ra không phải. Cái giá ông trả quá đắt. Phen này không khéo tán ra bại sản, rồi quay về trắng tay. Minh vừa cài nút áo, vừa tiến lại cửa sổ trông xuống phố, nghĩ đến ông Thành, rồi lại nhớ đến hình ảnh của Hương lúc nãy nằm bên Minh, anh càng chán cho tình đời. Tất nhiên Minh cũng biết mình chẳng phải là người tử tế. Ông Thành yêu Hương tha thiết mà Minh vẫn mò đến gạ gẫm, thì tử tế cái gì? Mới gặp Hương một lần, Minh đã cầm lòng không nổi vì nghĩ đến thú vui xác thịt. Nhưng khi biết ông Thành sắp chuyển một món tiền quá lớn về cho Hương, mà chuyển ngay trong lúc Hương đang nằm ôm Minh, thì lòng anh không khỏi cảm thấy bứt rứt. Ông Thành cho Hương nguyên một căn nhà để mở quán cà phê là quá lớn rồi. Anh nghĩ đến bà Thành và lũ con đang tan nát từ 2 năm nay. Anh nghĩ đến công sức của cái gia đình cần mẫn ấy. Một ngày ngồi 10 mấy tiếng coi cửa hàng tạp hóa, thu nhặt từng đồng bạc. Tự dưng anh thấy thương cho sự dại dột của ông Thành và thấy sợ cái khôn ngoan của Hương. Minh đứng tần ngần ở cửa sổ một lúc rồi quay nhìn cái phone đặt trên chiếc bàn nhỏ đầu giường. Làm sao để liên lạc với ông Thành bây giờ? Anh không biết số phone của ông bên Mỹ, bởi có bao giờ anh gọi cho ông đâu. Cụ Phát, bố vợ anh chắc chắn biết, nhưng cụ đang ở Hà Nội, mà cụ lại không có cell phone. Ông Vương thì chắc chắn cũng biết, nhưng Minh không có số phone của ông Vương. Hay là gọi về cho Nga, vợ Minh, để nhờ Nga hỏi. Càng không được, tự dưng phone cho vợ để hỏi số ông Thành. Dù Nga cật vấn thì biết trả lời thế nào. Huống chi, chính Minh cũng còn đang sợ rằng Nga đã nghi ngờ chuyến du lịch này của Minh chỉ là sự dàn cảnh để ăn chơi với Viễn, chứ Viễn không hề ốm đau gì cả. Ốc không mang nổi mình ốc. Minh chưa lo nổi cho Minh thì hỏi Nga số điện thoại của ông Thành để làm gì. Minh bồn chồn đi tới đi lui, thở vắn than dài, nhíu mày tính toán, vò đầu bứt tai mà chẳng tìm ra được cách nào để liên lạc cho ông Thành. Phải gọi cho ông gấp, chứ 1 tiếng đồng hồ nữa ông ra ngân hàng chuyển tiền thì vô phương cứu trợ. Từ buồng tắm, Hương hân hoan bước ra tươi cười bảo Minh. À, mình đi anh, à, em xin lỗi nha, tối nay không có đi xem ca nhạc với anh được. Ăn xong thì anh cho em về, quán thiếu người, buổi tối mà không có em là không được. Minh bằng lòng ngay, bởi anh thấy lòng mình cũng chẳng còn thanh thản để đi chơi với Hương trong lúc này. Nhưng anh làm bộ nói, vậy là em lại thất hứa với anh rồi. Nhưng thôi, chuyện làm ăn của em thì phải ưu tiên, anh còn ở đây mấy hôm nữa, gặp em lúc nào chả được. Hương níu vai Minh và nói, ờ mai anh nhé, chiều mai anh lại quán đi, rồi mình tính. Minh gật đầu cười, rồi hai người sánh bước ra hành lang. Trong trí Minh không làm sao gạt nổi hình ảnh của ông Thành. Hương quá khéo, ông Thành lọt vào cái cạm bẫy tinh vi của nàng là đúng rồi. Vô thang máy anh lại hỏi, ông Thành chuyển hết tiền về đây để kinh doanh hay sao? Chắc là đầu tư nhà đất. Anh có hỏi thăm mấy người quen, mua nhà bây giờ cũng hơi trễ rồi đấy. Không, lão chuyển cho em. Em muốn làm gì thì làm, lão tin em lắm, chẳng bao giờ thắc mắc hết. Minh càng đau nhói trong lòng. Rõ ràng khi nhắc đến việc lấy tiền của ông Thành, Hương không hề tỏ ra một chút mặc cảm. Trái lại, nàng có vẻ hãnh diện, coi như một thành tích. Hay ít ra, nàng muốn mọi người phải hiểu rằng lấy chồng già tức là lấy tiền, chứ không cần yêu thương gì cả. Minh biện hộ cho ông Thành, nhưng ông Thành chuyển tiền về là vì ông ấy muốn về đây chung sống với Hương, chứ đâu có biết là Hương đã đổi ý rồi. Hương tắt nụ cười, chép miệng tỏ ý ân hận. Thì đấy, thì em cũng hơi áy náy chuyện này. Thành ra em mới có ý định là sáng mai á, sau khi nhận tiền rồi, thì em sẽ điện ngay cho lão, bảo là lão đừng có về nữa, chứ tốn thêm cái vé máy bay vô ích. Hai người ra khỏi thang máy, Minh lặng lẽ bước đi không nói gì. Từ khi đất nước mở cửa, đã có biết bao nhiêu gia đình êm ấm ở hải ngoại như ông Thành, chỉ vì mê gái trẻ mà tan nát. Minh cũng sắp lao vào vết xe ấy. May mà tấm gương ông Thành làm Minh tỉnh ngộ. Anh về chuyến này lần đầu, có lẽ cũng là lần cuối. Từ bận sau sẽ có vợ con đi bên cạnh
để tránh xa mọi cám dỗ. Giờ này, nhìn Hương chan hòa niềm vui, Minh rất đau khổ vì chả có cách nào liên lạc để khuyến cáo ông Thành đừng gửi tiền về. Để đến mai thì chắc chắn là muộn mất rồi. Hai người sánh bước ra đường Đồng Khởi rồi rẽ sang đại lộ Lê Lợi. Trời đã về chiều, không gian bắt đầu dịu mát. Người qua lại vẫn đông nườm nượp. Đi bên cạnh Minh, Hương tung tăng yêu đời như trẻ thơ đón Tết. Không yêu đời sao được khi nàng đang chờ đợi một gia tài cách xù từ bên kia đại dương chuyển thẳng vào chưng mục của nàng. Nàng vui vẻ ngước lên bảo Minh: "Anh ơi, anh có biết cái hiệu ăn nào ngon không anh? Tây tàu gì cũng được hết á. Nếu không thì em dẫn anh đi nhé. Anh chỉ có việc trả tiền thôi." Đó là câu nói đùa của Hương, nhưng vô tình nàng nhắc đến tiền làm Minh lại càng ác cảm. Anh chợt khựng lại đăm chiêu vài giây rồi bảo: "Hay là em bận thì em về coi quán đi, hôm khác mình đi ăn cũng được. Quán cà phê thì chủ yếu bán vào buổi tối. Bây giờ cũng gần 7 giờ rồi, từ đây về cũng mất cả tiếng đồng hồ, chưa kể còn kẹt xe nữa." Tưởng Hương phải làm bộ giận dỗi, hóa ra nàng đồng ý ngay, bởi trí óc nàng giờ này chỉ nghĩ đến món tiền của ông Thành. Nàng bảo: "Anh tính thế cũng phải đó. Thôi để em gọi taxi em về. Chiều mai anh ghé em nhé. Chiều mai thì em mời anh đi ăn, rồi mình đi xem ca nhạc." "Để anh đưa em về rồi anh quay lại đây cũng được." Hương xua tay lắc đầu: "Thôi thôi, việc gì mà mất công vậy? Anh chỉ vẽ vời thôi à? Em đi một mình được rồi." Dứt lời, Hương kiễng chân hôn lên má Minh rồi bước hẳn ra lề đường, ráo rác nhìn hai bên tìm taxi. Minh lặng lẽ quay gót, đi như chạy về khách sạn. Anh vẫn còn hy vọng sẽ liên lạc được với ông Thành để khuyên ông đừng gửi tiền về cho Hương. Người đàn bà trẻ có thứ vũ khí giết người thật êm ái. Trở lại khách sạn, bước vào phòng, Minh đứng lặng nhìn chiếc giường queen size, gối chăn xô lệch. Hình ảnh của Hương lúc nãy khỏa thân nằm trên lớp đệm trắng toát lại hiện ra rõ mồn một trong trí nhớ. Nhưng lạ một điều là Minh không còn thấy dạo dực xúc cảm như lúc ngồi với Hương ở quán Cung Đàn. Lỗi cũng tại Minh, anh đã đánh giá Hương khá cao, cho nên bây giờ nỗi thất vọng lại càng lớn. Hương đã để lộ cho Minh biết sự nhẫn tâm của một cô gái chuyên moi tiền mà moi đến tận cùng. Như trái chanh vắt cạn sạch nước rồi mới quăng bỏ. Ông Thành chính là trái chanh bất hạnh đó. Nghĩ mãi không ra cách nào để liên lạc với ông Thành, Minh thở dài đứng dậy định xuống nhà hàng tìm cái gì ăn, rồi lên lầu 13, ở đó có vũ trường chơi nhạc disco. Anh sẽ lao vào, hòa nhập trong đám người quay cuồng dưới ánh đèn màu để bớt bận tâm. Về phần ông Thành bên Mỹ, như đã thông báo trước cho Hương, sáng hôm ấy ông ra ngân hàng thật sớm để gửi tiền về Việt Nam. Ông chuyển toàn bộ tài sản còn lại sau khi bán nhà và bán tất cả mọi thứ có thể bán, vì ông quyết định sẽ về an dưỡng cuối đời tại quán Cung Đàn bên Hương. Ông ngồi nhẩm tính rồi tự nhủ, ông sẽ chỉ giữ lại trong account khoảng 500 đô để ngân hàng khỏi khóa sổ, và để mai kia nếu có dịp trở lại Mỹ thì sẵn có mà tiêu. Rồi ông sẽ bọc theo trong người vài ngàn tiền mặt theo đúng quy định của hải quan. Còn lại bao nhiêu ông nhờ ngân hàng gửi hết sang tài khoản của Hương, tổng cộng là 120.000 đô. 5 ngày nữa ông sẽ lên đường, bắt đầu một khúc rẽ mới trong cuộc đời. Ông biết nơi quê nhà Hương đang nôn nóng chờ đợi ông, bởi vì lần nào ông phôn về nàng cũng tha thiết dục: "Anh à, em ngồi đây đếm từng ngày á, anh bố trí xong công việc thì đổi vé máy bay về sớm với em nha. Tiền bạc thì anh đừng có bận tâm gì hết á, có anh bên em là em hạnh phúc nhất rồi. Em nhắc lại nha, anh không bán nhà với ấy cũng không sao hết á." Những lời nói chí tình ấy làm ông Thành rưng rưng muốn khóc vì thương người vợ trẻ từng bị ông hiểu lầm là thiếu chung thủy. Nhưng thôi, có sóng gió mới hiểu lòng nhau. Sau cơn mưa trời lại sáng. Một lần giận Hương bỏ vào ô ten, được Hương đến làm lành và mời về, ông Thành lại càng yêu Hương hơn và dĩ nhiên càng tin nàng hơn. Bởi vậy ông mới quyết định dứt khoát ôm hết vốn liếng về Việt Nam. Ông đến nhà băng lúc mới hơn 9 giờ sáng, đã thấy khá đông người xếp hàng. Ông chờ khoảng 15 phút thì đến lượt mình.
được mời vào hẳn trong phòng riêng của bà manager người Việt, vốn quen biết ông vì ông có business account ở đây từ ngày mở tiệm tạp hóa. Cái chương mục ấy bây giờ chỉ còn đứng tên một mình vợ ông. Làm xong mọi thủ tục, ông hân hoan bước ra dưới tàn cây, tránh ánh nắng xiên buổi sáng, moi điện thoại cầm tay, gọi ngay về cho Hương, mặc dù lúc đó ở Sài Gòn đã quá nửa đêm. Dĩ nhiên Hương vẫn còn thức và đang hồi hộp chờ phone ông Thành. Quán đã đóng cửa được hơn một tiếng, các cô người làm vừa dọn dẹp xong, đang mệt mỏi chui vào mùng. Hương cũng đã vào buồng tắm, xối nước vội vã, rồi mặc pyjama lên giường ngồi đợi. Nàng bật tivi mở nho nhỏ, nhưng không chú ý nhìn lên màn ảnh. Cell phone nàng đặt ngay bên cạnh, cho nên chuông vừa reo lên, nàng đã chộp lấy mở nắp và giả vờ ngây thơ hỏi. Alo, anh hả, em đây, có việc gì mà gọi em trễ thế? Chết, anh đánh thức em hả, anh xin lỗi. Không, em hỏi thế thôi chứ em chưa có ngủ, mới dọn dẹp xong đó. Tại tối nay có mấy bàn khách ngồi khuya, phải giục họ họ mới chịu đi. Em nhớ là anh dặn em là ngày 18 anh về, em mong lắm á. Có gì thay đổi vào phút chót không anh? Không, không có gì thay đổi cả. Anh lấy vé máy bay rồi. Mọi chuyện bên này anh đã giải quyết xong, chỉ chờ ngày về thôi. Nhớ nghe, nhớ đón anh ngày 18. Em nhớ rồi. Anh dặn thì em quên làm sao được. Em ghi sổ xuống rồi, anh đừng có lo. Em bảo với cái Dung với chúng nó đó làm tiệc liên hoan mừng anh về. Vì lần này anh về luôn với em mà. Ông Thành cảm động hỏi. Quán có gì lạ không em? Có cần anh mua gì ở bên này mang về không? Ngày mai anh thấy là em nên kiểm tra lại đi. Em kiểm tra ở quán xem có cần bất cứ thứ gì thì cho anh biết, để anh mua về, vì lần này anh về là về luôn, đâu có quay lại Mỹ nữa. Thành ra nếu em cần gì thì cứ cho anh biết. Không, chắc là không cần gì đâu anh. Quán vẫn bình thường. Em đang chờ anh về để mình nới rộng cái sân ra đó anh. Mình kê thêm khoảng 5 bàn nữa thì vừa. Anh ha, anh có dặn gì nữa không? Nếu không thì em đi ngủ nhé. Từ nay đến ngày về còn 5 hôm nữa, ngày nào cũng phải gọi cho em đó. Thôi, em đi ngủ nha. Mẩu đối thoại nhạt nhẽo gồm toàn những câu thừa thãi, những thông tin mà Hương đã biết từ lâu. Nàng chỉ cần ông Thành xác minh đã gửi tiền cho nàng là xong. Nhưng nàng vẫn giữ cái thói quen giả vờ không quan tâm đến tiền, cho nên nàng gan góc nhất định không mở lời gợi hỏi. May quá, nàng đang định cúp phone thì ông Thành bảo. Anh gọi cho em là để báo tin, anh vừa chuyển hết tiền về tài khoản của em rồi. Hương hồi hộp gần đứng tim, nhưng chỉ hỏi lại một cách lạnh nhạt. Xong rồi hả anh? Ông Thành hơi thất vọng vì thấy Hương không háo hức trước bản tin lớn lao ông vừa loan báo. Nhưng ông lại tự trấn an ngay rằng, thái độ bình thản của Hương chứng tỏ nàng không ham tiền. Ông hãnh diện nhắc lại, xong rồi, vừa xong. Anh còn đang đứng trước cửa ngân hàng đấy này. Hương run run đặt bàn tay lên ngực, điềm tĩnh hỏi. Thế thì bao nhiêu hả anh? Không, em chỉ hỏi cho biết để kiểm tra thôi. Chứ sợ ngân hàng nó ăn gian thì thiệt cho mình lắm ạ. Ngân hàng ăn gian làm sao được. Hôm nay về anh chỉ cầm theo vài ngàn thôi. Còn thì anh chuyển hết cho em. Chuyển trước tổng cộng là 120.000 đô. Anh có receipt đây này. Bây giờ tiền nằm trong chương mục của em rồi đấy. Sáng mai em ra hỏi đi cho chắc ăn. Chả cần hỏi cũng được. Nhưng nếu em muốn thì cứ việc ra hỏi họ, rồi em phone cho anh biết. Hương muốn kêu thét lên vì mừng rỡ, nhưng cố trấn tĩnh nói. 120.000, tức là 12 vạn đô Mỹ. Anh đã nói thế thì việc gì em phải kiểm tra. Thôi, anh về rồi em và anh ra ngân hàng luôn thể. Thôi thôi anh nhé, anh nhớ giữ gìn sức khỏe anh nhé. Sức khỏe là tốt nhất nè anh. Ngày 18 trước khi lên máy bay gọi cho em một tiếng nhé. Thôi, em đi ngủ anh nhé. Ông Thành hài lòng nói. Thôi em đi ngủ đi, bye cưng. Chấm dứt mẩu đối thoại,
Hương quăng cái phone sang bên cạnh, rồi nằm lăn ra giường, dang rộng hai cánh tay và duỗi thẳng hai chân trong tư thế cực kỳ thoải mái. Từ ngày quen ông Thành, Hương đã có rất nhiều ngày vui, nhưng chưa bao giờ sung sướng như hôm nay. Nàng nói một mình: "Thế là xong, kết thúc một chuyện tình 2 năm. Rồi nàng hồn nhiên cất tiếng hát bài Dã Từ Dĩ Vãng, mà quên rằng đã quá nửa đêm, hàng xóm đang chìm trong giấc ngủ im lìm. Chợt nhớ đến Minh, Hương ngồi choàng dậy lấy cell phone gọi cho Minh, mặc dù đã gần 1 giờ sáng. Lúc ấy Minh vừa ở vũ trường đem theo một cô gái về phòng mình. Hai người đang ôm nhau thì Minh giật mình nghe tiếng chuông mà anh tin chắc là vợ anh từ Mỹ gọi về. Anh nhoài người chộp vội cái phone, nhưng thấy số của Hương, Minh thở phào lờ đi không trả lời. Hương toan nhắn vài lời trong máy để xin lỗi Minh vì chiều nay đã bỏ về ngang, nhưng nàng lưỡng lự một chút rồi lại thôi. Về phần ông Thành, nói chuyện với Hương xong, ông hân hoan chui vào xe, từ từ rẽ ra con lộ chính. Từ hôm bán nhà xong, ông yêu đời lắm vì không còn phải gặp lại bà vợ già nữa, chỉ háo hức đợi ngày về đoàn tụ với Hương. Ông tạt vào siêu thị mua ít trái cây trên đường về, bởi vì phòng trọ của ông ở ngoại ô, cách khu thị tứ hơn nửa tiếng đồng hồ. Ông định ghé ăn phở gọi ông Vương ra ngồi nói chuyện, nhưng sực nhớ ra là phải về ngay để trả xe, bởi chiếc Toyota của ông đã bán rồi, đi đâu cũng phải mượn xe của chủ nhà. Cũng may chủ nhà vốn là người dễ tính, lại biết ông Thành sắp từ giã nước Mỹ, nên ông cần gì chủ nhà cũng sẵn sàng chiều ý. Ông Thành đến xe phòng ở đây do sự giới thiệu của ông Lý Quân Vương. Từ khi quyết định ly dị và dứt khoát sẽ bán nhà chia hai, ông Thành dọn ra ngay để tránh những lời nhiếc móc chua cay của vợ và thái độ thù nghịch của các con. Ông ra đi đơn giản lắm. Hành trang dã từ chỉ có mỗi cái vali đựng quần áo cùng 2 cái thùng giấy để đồ lặt vặt, chất hết lên xe lái ra ngoại ô, chui vào thuê tạm một căn phòng khá rộng của ông Đoàn Nghị, cũng sắp xỉ tuổi ông. Hôm dọn vô, ông Vương cũng có mặt, thân tình bảo ông Thành: "Ông ở đỡ đây đi. Ông Nghị là bà con xa của tôi là vai em, nhà rộng mà lại vắng vẻ. Tôi có nói với ông Nghị là ông chỉ có ở tạm độ 1-2 tháng thôi thì ông Nghị mới bằng lòng. Nói cho đúng ra thì ông ấy cũng nể tôi, nên mới để ông dọn vào. Chứ thật ra ông ấy đâu có muốn cho ai share phòng, nhất là bà Nghị." Điều này thì chính ông Thành cũng thấy quá rõ qua thái độ của bà Nghị đối với ông. Bà đang nhờ ông Vương kiếm cho bà một tiệm ăn để sang lại. Nếu gặp địa điểm tốt, có thể bà sẽ phải bán ngay căn nhà này để dốc tiền làm business. Bởi vậy bà không muốn cho ai thuê. Bà cau có bảo chồng: "Tự dưng rước người lạ vào đây là thế nào? Rồi bắt chợt mình tìm được cái chỗ mình mở tiệm ăn thì phải bán gấp nhà thì có phải lôi thôi không? Ông chỉ mua việc." Ông Nghị phân bua: "Ông Thành là bạn thân của chú Vương. Chú Vương cam kết là chỉ nhờ mình cho ông ấy ở tạm 1-2 tháng thôi, chờ bán nhà rồi về Việt Nam." Bà Nghị tạm yên lòng không cằn nhằn nữa, cho đến khi tình cờ được biết ông Thành bỏ vợ con ôm tiền về nước nuôi đảo nhí, bà mới lại bừng bừng cơn giận. Bà không muốn chứa hạng người ấy trong nhà mình. Bà bảo chồng: "Tôi mà biết trước thế thì ở nhờ một ngày tôi cũng không cho ở. Thảo nào ông ấy thân với ông Vương, cá mè một lứa thì thân nhau là đúng rồi." Ông Thành nằm trong phòng nghe hết những lời chua cay ấy, nhưng ông lờ đi. Ông có ăn đời ở kiếp ở đây mà phải bận tâm. Ông thường xuyên tránh mặt bà Nghị, cần gì thì ông chỉ nói chuyện với ông Nghị mà thôi. Từ đó đến nay đã hơn 2 tháng. Trừ khoảng thời gian về Việt Nam, những ngày tá túc ở nhà ông Đoàn Nghị, ông Thành thường chỉ ăn cơm tiệm hoặc nấu mì gói, hoặc gọi nhà hàng giao cơm đến tận nhà. Nói chung ông sống rất tạm bợ, chỉ chờ bán nhà rồi về Việt Nam. Giang sơn của ông giờ này không khác gì cái gara của cụ Phát, chỉ có mỗi cái sofa ngày làm ghế, đêm làm giường. Ông không cho ai biết địa chỉ tạm trú của ông, bởi nếu bất chợt có kẻ ghé thăm, họ sẽ tưởng ông là người nhập thất đi tu theo đường khổ hạnh. Dĩ nhiên ông vui lắm mà người ngoài không biết, bởi thân xác ông ở đây
mà tâm hồn ông gửi mãi tận quán cung đàn, nơi có người vợ trẻ đang ngóng ngóng đợi chờ. Thành ra thiên hạ cứ tưởng ông cô đơn, mà kỳ thực lòng ông đang chan hòa hạnh phúc, bởi tuy sống một mình nhưng có cái cell phone bên cạnh để lâu lâu nghe tiếng nói của Hương. Ngày nào ông cũng gọi về cho Hương để nói những chuyện vớ vẩn không đáng nói. Những chuyện ấy người ngoài mà nghe được thì thấy kỳ cục vô duyên lắm. Nhưng trái tim ông đang xao xuyến, tâm hồn ông đang trẻ lại, cho nên ông không chất chứa nổi những cảm xúc trong lòng mà phải phun ra cho Hương nghe. Dĩ nhiên Hương phải nghe, dù đã chán ngấy những câu tâm sự cũ kỹ của ông. Nàng đang tiến hành một âm mưu quá lớn, không thể để ông ngờ vực. Lần nào trước khi cúp phone, nàng cũng bảo: "Anh à, rảnh lúc nào thì gọi điện cho em nhanh nhé. Em nhớ tiếng nói của anh lắm. Anh ở xa, nhưng mà nghe anh nói chuyện thì cũng như là có anh đang ở bên cạnh em đấy." Ông Thành đã say mê ngây ngất và càng tin rằng những lời tố cáo của Liễu về Đỗ Tuân hoàn toàn chỉ là bịa đặt, hay ít ra là do hiểu lầm, như Hương đã giải thích. Nay mai ông về ở hẳn bên ấy thì mọi chuyện sẽ êm đẹp hết. Vừa cho xe rẽ vào sân thì có tiếng chuông điện thoại reo. Nhìn thấy số của ông Vương, ông Thành tắt máy, chui vội ra để tiếp chuyện. Ông nói: "Ông Linh thật, tôi vừa mới nghĩ đến ông đang ở đâu vậy?" Đầu dây bên kia, ông Vương thân mật bảo: "Ông ăn uống gì chưa? Định rủ ông đi ăn phở, ngồi nói dóc cho vui. Vài hôm nữa ông đi rồi, phải không?" Ông Thành ngần ngại: "Tôi vừa mới ở ngoài phố về, vừa mới về đến nhà. Nói đúng ra là chưa vào nhà. Lúc nãy ra phố tôi cũng có định gọi cho ông rủ ông đi ăn sáng, nhưng phải về để trả xe cho ông Nghị." Ông Vương tha thiết nhấn mạnh: "Không sao, tôi chạy lại đón ông mà. Ông cứ trả xe cho ông Nghị đi. Tôi tới ngay bây giờ, tại tôi có cái hẹn đưa người ta đi qua nhà lúc 12 giờ, còn 2 tiếng đồng hồ nữa. Mình ăn phở rồi tôi đưa ông về là vừa." Ông Thành chiều ý bảo ông Vương: "Vậy cũng được, để tôi đưa chìa khóa cho ông Nghị. Ông chạy lại là vừa, tôi ngồi chờ ông trước cửa." Tắt điện thoại rồi, ông Thành thấy nao nao cảm động, vì lúc nào ông Vương cũng tỏ ra chân tình với mình. Dạo trước ông cứ tưởng ông Vương thân với ông chỉ vì mục tiêu business, nhưng bây giờ thì ông có cái nhìn khác hẳn qua cách xử sự hào phóng mà ông Vương dành cho ông những ngày gặp nhau ở Việt Nam. Nhất là hôm rồi bán nhà cho ông Vương gần như không lấy tiền hoa hồng. Mà bán nhà rồi thì ông Thành đâu có còn chút bất động sản nào nữa để ông Vương bám theo. Tất cả đều vì tình bạn mà thôi, một tình bạn mà ông cho là khá hiếm hoi mới có được. Ông Thành đẩy cửa chính vào nhà trả chìa khóa cho gia chủ. Ông Nghị đang ngồi đọc sách uống cà phê. Ông vốn tính hiếu khách, gặp ai cũng niềm nở. Nhưng bà Nghị ngồi bên cạnh nhìn ông Thành bằng cặp mắt lạnh nhạt. Đang ăn mì gói, bà buông đũa và thẳng thắn bảo ông Thành: "Này ông, hôm qua ông lại quên tắt đèn đấy. Tôi dặn ông là mỗi lần đi đâu thì nhớ tắt cái đèn trong buồng. Chả phải tôi hà tiện đâu, nhưng mà ông thấy đấy, cả city, cả tiểu bang đều yêu cầu mình phải tiết kiệm năng lượng." Ông Thành không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn ông Nghị cảm thông. Ông Nghị đặt tách cà phê ngẩng lên bảo ông Thành: "Tôi chạy ra Tú Quỳnh kiếm mấy cuốn sách, độ 12 giờ tôi về. Chiều nay ông có cần đi đâu thì cứ việc lấy xe tôi mà đi." Ông Thành chưa kịp nói gì thì bà Nghị lờ lờ nhắc chồng: "Chiều nay ông chở tôi tới nhà con Lan mà, tôi phải nom con cho nó đi bác sĩ á." Ông Nghị lắc đầu: "Nó vừa phone cho tôi rồi, nó sẽ mang con nó lại đây giao cho bà khỏi lại đằng nhà nó. Nó đi bác sĩ xong thì lại đây đón con nó về." Rồi ông Nghị quay sang ông Thành nhắc lại: "Chiều nay ông cứ việc lấy xe tôi mà đi." Ông Thành nói cảm ơn rồi trở ra ngồi chờ ông Vương trên bậc tam cấp, nhìn ra mảnh vườn có khá nhiều cây ăn trái mà toàn loại cây nhiệt đới thơm ngon. Đó là cái thú tiêu khiển rất tốn thì giờ của ông Nghị. Ngoài cái đam mê đọc sách mà chỉ đọc hồi ký chính trị để thả hồn về dĩ vãng trước năm 75, ông Nghị dồn sức chăm lo mảnh vườn trước nhà. Bà Nghị thì không thích đọc sách, cũng chẳng thích trồng cây. Từ ngày hai vợ chồng sang lại tiệm rượu cho người khác lấy một số lời khá lớn, thì giờ nhàn rỗi, bà tìm được cái thú mới là đi casino ở vùng San Diego, cách nhà bà khoảng hơn một tiếng lái xe. Bà không đánh lớn, chỉ ngồi bấm máy 2-3 sen,
để nhìn những hình ảnh thật đẹp hiện trên màn ảnh là bà vui rồi. Bà có thể ngồi cả ngày không thấy chán. Thỉnh thoảng ông Nghị cũng theo vợ vào sòng bài, nhưng ông không chơi gì cả. Ông vô quán cà phê ngồi đọc sách cho đến lúc vợ kêu về. Ngồi trên xe, bà hay nói huyên thuyên bằng những từ ngữ mà ông Nghị chả hiểu gì cả. Hôm nay tôi hèn quá, vừa mới vào bấm mới có cái đầu tiên ra bao nhiêu cái bonus. Có lần được đến cả 30 cái free game. Ông Nghị ngồi im vì có biết gì đâu mà tham gia. Ông chỉ thấy có những lúc này vợ ông mới thật là yêu đời. Còn bình thường thì vợ chồng lúc nào cũng khắc khẩu. Ông Thành vừa ngồi xuống bậc thềm thì lại có tiếng phone reo. Ông yên chí là ông Vương gọi mình, nhưng hóa ra là Thi, cô con gái đầu lòng đã lập gia đình và ở riêng. Ông giật mình ngạc nhiên vì Thi lúc này căm thù ông lắm, đứng hẳn về phía mẹ để phản đối ông. Chả hiểu sao bữa nay nó lại gọi cho ông. Dù sao ông cũng mừng nghe lại tiếng nói của con. Ông đưa phone lên và dịu dàng hỏi: Thi hả con, gọi bố có việc gì không? Dĩ nhiên phải có chuyện Thi mới kêu, bởi từ lâu cô đâu có muốn nói chuyện với ông. Cô cố giữ giọng điềm tĩnh nói: Con nghe nói là bố sắp về ở hẳn bên trong nước phải không ạ? Ông Thành run run cảm động vì tưởng con gái phone để từ giã, nên vội ngắt lời phân trần: Thì bố già rồi, ở bên này cũng chả làm gì được nữa. Chị em chúng mày cũng lớn cả, đâu có đứa nào còn chịu ở với bố. Tiệm thì bố để lại cho mẹ mày rồi. Bố về bên ấy cái gì cũng rẻ, mướn người làm tháng có mấy chục bạc. Thi đâu muốn nghe những lời giải thích thừa thãi đó, cô nhập đề: Vâng, thì bố về là chuyện của bố, con cũng không có xin bố cái gì hết á. Nhưng mà con muốn bố để lại cái xe Toyota của bố cho thằng Cương. Ông Thành hơi bối rối vì Cương là con trai ông, em kế của Thi, đang học đại học. Bà Thành cũng đã mua cho nó cái xe hồi mới xong trung học, nhưng xe cũ quá đến lúc phải quăng đi. Ông Thành lúng túng bảo Thi: Dám mà con nói trước thì hay quá, cái xe ấy bố bán mất rồi. Nghe vừa dứt câu, Thi cúp phone ngay, không để ông Thành phân bua thêm một lời nào nữa. Ông uất nghẹn đứng dậy, thơ thẩn bước ra sân. Ông thấy ông để lại nguyên cái tiệm cho vợ con là rộng lượng lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Cái xe ông phải bán chứ, gần 5.000 bạc đâu phải là ít. Ông dự định sẽ bù thêm vài ngàn nữa để mua tặng Hương cái bóp Hermes làm kỷ niệm ngày sum họp vĩnh viễn. Nhãn hiệu này tuy đắt tiền và ít người biết, nhưng ông phải mua bởi nó có gắn chữ H trên nắp, tức là viết tắt tên Hương yêu quý của ông. Ông nhớ năm ngoái ngồi chờ ở phi trường trên chuyến về Việt Nam, thì giờ rảnh rỗi ông vào cửa hàng Duty Free, nhìn quanh các mặt hàng thời trang, ông bỗng chú ý đến những cái bóp có gắn chữ H. Ông nghĩ ngay đến Hương và lựa một cái màu cam thật đẹp để mua tặng nàng. Nhưng hỏi giá thì họ đòi tới gần 30.000 đô. Mặt ông tái mét vì chưa bao giờ hình dung trên đời này lại có cái ví đắt như thế. Cô bán hàng phải kiên nhẫn giải thích cho ông biết giá trị của Hermes Paris vốn chỉ dành cho giới thượng lưu mà thôi. Bằng chứng là một cái sơ mi đàn ông Hermes cũng đã gần 1.000 đô. Ông lủi thủi quay ra, nhưng từ đó cứ ám ảnh mãi cái bóp Hermes và tự nhủ thế nào cũng phải sắm cho Hương một cái để nâng cấp người yêu mình lên hàng quý tộc. Ông không dám sờ tới, những cái đắt quá thì tụt xuống mua loại rẻ hơn, độ vài ngàn thôi, miễn nó có gắn chữ H là cả ông lẫn Hương đều vui rồi. Cũng chính vì cái bóp Hermes sang trọng đó mà ông phải bán chiếc Toyota thay vì để lại cho con trai. Với ông lúc này thì người tình tất nhiên phải quan trọng hơn con cái rất nhiều. Đang suy nghĩ lan man thì ông Vương tới, đậu lại sát lề đường. Ông Thành mở cửa xe, chui vào, mặt vẫn còn rầu rầu. Không phải vì hối hận đã không giữ lại chiếc xe cho con trai, mà vì thái độ hỗn láo của Thi dám cúp phone ngang. Ông Vương không để ý đến nét mặt nhợt nhạt của ông Thành. Vừa sang số phóng đi, ông vừa vui vẻ hỏi: Sáng nay ông ra phố làm gì sớm thế? Chắc lại mua bánh mì về ăn nguyên ngày chứ gì? Ngày nào cũng gặm bánh mì, nuốt làm sao nổi? Ông Vương nói thế vì biết bạn mình lúc này chắt chiu lắm, dành dụm từng đồng. Mà tính toán là phải, bởi ở Việt Nam 10 đô cũng đã thấy lớn. Ông Thành tạm quên đứa con gái ngang ngược để trả lời ông Vương.
Cảm ơn ông, có ông Nghị cho mượn xe nên đi đâu cũng tiện. Sáng nay tôi chạy ra ngân hàng sớm để chuyển tiền về Việt Nam. Ông Vương gật gù hỏi cho có chuyện. Vào Việt Nam hải quan cho mang tới 10.000 cái mà. Sao không bọc theo trong người cho tiện, nhờ ngân hàng làm chi cho nó mất tiền hoa hồng? Ông Thành bình thản nói, dưới 10.000 thì tôi cầm theo chứ ai nhờ ngân hàng, tôi gửi nhiều. Ông Vương giật mình quay sang hỏi, nhiều là bao nhiêu? Tôi tưởng ông phải thủ tiền bên này cho an toàn chứ ông chuyển về Việt Nam nhiều để làm gì? Bộ ông tính bỏ hẳn nước Mỹ hay sao? Ông chuyển bao nhiêu mà ông bảo là nhiều? Ông Thành hãnh diện đáp, có bao nhiêu trong băng tôi oai về hết bên ấy. Để bên này làm chi? Tôi có quay lại đây nữa đâu. Coi như đóng sổ ngân hàng bên này luôn. Ông Vương cho xe chạy chậm hẳn lại, chố mắt nhìn ông Thành và hỏi, ông chuyển cho ai ở bên ấy? Ông có tài khoản đứng tên ông ở ngân hàng Việt Nam hay sao? Bà con ruột thịt cũng chả tin được, ông biết mà. Ông Thành cười, tôi đồng ý với ông, anh em ruột vẫn lừa nhau như thường. Nhưng tôi làm gì có bà con ruột thịt nào bên đó, tôi gửi vào account của Hương. Ông Vương kinh hãi tắt hẳn vào lề đường, dừng xe lại tắt máy rồi xoay người hỏi ông Thành. Hỏi thật ông, thế Trương Mục bên Việt Nam đứng tên một mình Hương hay là đứng tên chung cả ông? Mà cho dù có đứng tên chung đi nữa hay là một mình Hương thì một mình cô ấy vẫn rút được tiền như thường cơ mà, có phải không? Giống như joint account của mình bên này chứ gì. Ông Thành gật đầu, thì cũng như bên này thôi, Việt Nam bây giờ người ta tiến bộ lắm, ông về hoài ông còn lạ gì nữa. Ông Vương lặng người một chút rồi lại hỏi, ông chuyển hết rồi hay sao? Bao nhiêu tất cả? Ông Thành gật đầu, chuyển hết rồi, 120.000. Chuyển rồi, vừa chuyển xong. Nhìn nét mặt đờ đẫn của ông Vương như vừa gặp ma, ông Thành đoán ngay là ông Vương có ý định hỏi vay ông một số tiền, nên mới cật vấn kỹ như vậy. Chắc thế, bởi ông Vương đang bù đầu lo đám cưới cho đứa cháu gái mồ côi cha. Ông Thành thất vọng nghĩ, nếu thế thì bao nhiêu ân cần của ông Vương đối với ông từ trước đến nay không phải xuất phát từ lòng tốt mà nhắm vào lúc này. Triều đình nuôi quân ngàn ngày để dùng một giờ. Cổ nhân nói không sai, ông Vương thân với ông mấy năm nay chỉ nhằm mục đích lợi dụng khi cần đến, như lúc này. Tin chắc như thế, ông Thành nhắc lại, tôi gửi hết cả rồi, bây giờ chỉ còn có vài trăm bạc thôi, hôm nay cầm theo làm lộ phí. Rồi ông ngước mắt nhìn ông Vương đổi đề tài. Xe hư hay sao mà tự nhiên ngừng giữa đường thế này? Ra tiệm ăn mình ngồi nói chuyện. Ông Vương vẫn ngồi yên, trầm ngâm một lúc, ông não nề than. Tôi thấy ông tốt bụng quá. Đành rằng Hương là người yêu của ông, nhưng ông cho cô ấy nhiều quá. Nguyên một cái quán cà phê, rồi bao nhiêu tiền bạc từ 2 năm nay. Bây giờ lại gửi về trên 100.000 nữa. Tôi cứ tưởng là tôi đã giọng, mà so với ông tôi chả thấm vào đâu. Bấy giờ ông Thành mới hiểu ý bạn mình. Rõ ràng câu nói của ông Vương hàm ý chê ông Thành khờ. Ông cười nhạt cắt ngang. Tôi mua cho Hương cái quán thì cũng giống như ông xây nhà cho vợ bé ông ở chợ gạo chứ có khác gì đâu. Ông Vương lắc đầu giải thích. Khác chứ. Ngày ấy tôi xây cho bố mẹ con út căn nhà ở chợ gạo, tính ra đâu có bao nhiêu tiền. Nhà vùng quê mà cách đây mấy năm nó rẻ như bèo ấy. Vậy mà tôi đã thấy là quá nhiều rồi. Tôi xây nhà là để mình có chỗ đi chỗ về, để út sống với bố mẹ cô ấy, tôi khỏi phải bận tâm khi trở lại Mỹ. Đó là chủ đích của tôi gửi út, cho bố mẹ cô ấy canh chừng dùm. Chứ tiền bạc thì tôi đâu có bừa bãi, tạo thói quen nhàn cư vi bất thiện, rất bất lợi cho mình. Ông Thành bực mình cắt ngang. Tôi cũng thế. Tôi chuyển về 120.000 đâu phải cho Hương. Tôi chuyển về cho tôi. Tôi có định quay lại Mỹ nữa đâu. Để tiền bên này để làm gì? Tôi oai về bên ấy. Để lúc về thì có sẵn mà xài. Ông Vương buột miệng thốt lên một câu khá tàn nhẫn. Lúc ông về biết có còn mà xài hay không? Sở dĩ ông Vương bi quan như vậy là vì chính ông đã từng chứng kiến ông Thành mặt mũi phờ phạc, bỏ quán cung đàn, xách vali vào nằm chơ vơ trong khách sạn mới hôm nào. Chẳng cần theo dõi kỹ lưỡng, ông Vương cũng đoán được chuyện tình của bạn mình rất bấp bênh.
không biết sẽ gãy đổ lúc nào. Chủ trương của ông Vương là nuôi người tình tại Việt Nam chỉ nên nuôi nhỏ giọt. Cung phụng đầy đủ quá, họ sẽ nảy sinh những khát khao mới và sẽ ra đi. Ông nhìn thấy rõ bạn mình đang đi vào vết xe ấy, cho nên ông mới đau lòng phun ra những điều đáng lẽ không nên nói. Và quả nhiên, ông Thành hết sức bực mình, nhưng nể quá không nỡ lớn tiếng mắng lại. Đang tức đứa con gái hỗn láo, lại gặp thêm ông bạn mở mồm ăn nói tầm bậy. Cùng một cảnh ngộ với nhau, đồng hội đồng thuyền già chơi trống bỏi. Mà ông Vương cứ muốn dạy khôn ông là thế nào. Ông Thành cố nuốt giận, run run giải thích. Ai lấy mà mất? Khương bàn với tôi là chuyến này tôi về sẽ làm đám cưới. Làm đơn giản thôi, ngay tại quán công đàn. Nhưng trước khi làm thì tôi sẽ mua cái mảnh vườn nhà hàng xóm, nới rộng cái sân, sửa sang lại quán. Đó là lý do tôi chuyển tiền về. Ông sợ Hương lấy hết tiền của tôi hay sao? Vừa nói, ông Thành vừa nhớ lại trọn vẹn những lời tâm sự của Hương. Anh à, vợ chồng lấy nhau chủ yếu là sống hạnh phúc bên nhau lâu dài. Chứ em không có thích tổ chức đám cưới thật linh đình, rồi dăm bữa nửa tháng bỏ nhau. Chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Thấy bạn mình quá ngây thơ, ông Vương nhịn không nổi, đành bảo bằng giọng hơi gay gắt. Ông thử nghĩ coi, những đứa con gái trẻ măng ở trong nước, chúng nó mê những thằng già như ông và tôi vì cái gì? Mình đáng tuổi ông ngoại nó mà nó chấp nhận lấy mình là vì cái gì? Không lẽ vì mình đẹp trai? Không lẽ vì mình trẻ trung xứng đôi vừa lứa? Chúng nó cắn răng theo mình chỉ vì một động lực duy nhất là mình có tiền. Ông còn tiền thì ông còn nhử được nó theo ông. Chứ bao nhiêu vốn liếng ông giao hết cho nó, thì ông lấy gì để giữ chân nó lại? Một khi nó biết bên Mỹ ông trắng tay, mà tiền bạc của ông thì nó đã nắm hết rồi, ông nghĩ nó còn mê ông nữa hay không? Ông Thành ngồi im nhìn ra đường, uất quá không nói được. 2 tháng nay ông háo hức vẽ ra trong trí bao nhiêu dự tính tương lai thật đẹp bên Hương, thì nay bỗng bị ông Vương chặn ngang, không tức sao được. Nói ra những điều phũ phàng ấy, ông Vương thốt nhớ lại ánh mắt căm hờn của bà vợ ông Thành, kèm theo lời nguyền rủa hôm bà ký tên bán nhà. Ông cứ nhớ lời tôi hôm nay nhé. Những cái đứa mà bất nhân bạc ác như ông ấy rồi sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được đâu. Ông bảo ông ấy là cứ chống mắt lên mà xem nhé. Câu nói ấy không khéo đang trở thành sự thật, vì bạn ông có cơ nguy sẽ trắng tay vì Hương. Ông Vương quay nhìn nét mặt tái xanh của ông Thành, hối hận nói: ấy là tôi cũng lo xa như vậy thôi. Tôi mong mọi chuyện đều tốt đẹp để thỉnh thoảng tôi về ghé thăm ông, uống với ông tách cà phê cho vui. Ông về bên ấy có cần gì thì cứ cho tôi biết. Ông Thành cười buồn không đáp. Tháng trước về Việt Nam, ông đã khổ sở vì mấy đứa người làm đưa tin tức sai lạc, vu cáo cho Hương gian díu với Đỗ Tuân. Phải chờ đến lúc Hương đuổi Tuân đi, cấm không cho đến quán, mới giải được nỗi oan của Hương. Những lời đồn đại tai hại ấy là do cái Liễu cái Dung phun ra, suýt nữa đã làm ông và Hương chia tay nhau. Bây giờ về Mỹ lại phải nghe những lời cảnh giác phu vơ của ông Vương. Ông Thành lấy làm lạ tại sao người ta cứ ngờ vực sự chung thủy của Hương. Phải chăng vì nàng quá đẹp và vì lối xã giao thân thiện cởi mở của nàng khiến cho nàng bị đánh giá sai lạc về nhân cách? Từ đó cả hai không nói với nhau lời nào nữa, cho đến khi bước vào tiệm phở. Vài người quen lên tiếng chào, ông Vương lần lượt đến từng bàn bắt tay. Cái nghề địa ốc của ông thành công bao nhiêu năm qua một phần cũng là nhờ cách giao dịch bạc thiệp với mọi người. Trong khi ông Vương đi làm công tác ngoại giao thì ông Thành thấy có cái bàn trống tuốt phía trong. Ông đi thẳng vào kéo ghế ngồi. Chờ ông Vương lại, hai người gọi phở và cà phê, rồi ông Vương gợi chuyện. Cụ Phát đang ở Hà Nội với con rể. Chuyến này vào Việt Nam, ông ấy vui lắm vì có thằng Minh nó chi tiền. Ông Thành gật đầu. Ông Vương nói thêm vài câu nữa, nhưng ông Thành vẫn không trả lời. Ông Vương nén tiếng thở dài. Ông đã cố gắng tạo lại cái không khí bình thường, mà ông Thành vẫn còn giận hờn, mặt lầm lì, nói năng nhạt nhẽo, làm ông chán nản, không kiên nhẫn đưa đẩy nữa. Ông lặng lẽ ăn xong bát phở, rồi đưa ông Thành trở về nhà trọ.
Lòng ông Vương buồn vời vợi vì lỡ lời làm buồn lòng ông Thành trước khi chia tay chả biết bao giờ mới gặp lại nhau. Ông bỏ ông Thành trước sân nhà ông Nghị chào tạm biệt cho đúng thủ tục rồi phóng xe đi, mặc dù chưa đến giờ hẹn khách. Ông Thành đứng tần ngần một chút rồi men theo lối hông, vòng ra sân sau, bởi phòng ông thuê có cửa riêng vào từ sau nhà, không làm phiền tới gia chủ. Ông đẩy cửa vào uể oải ngồi xuống sofa, lôi mấy tờ báo cũ ra đọc cho qua thì giờ. Ông không có tivi, không có máy hát, thậm chí không có cả radio, cho nên chỉ đi lượm báo ngoài chợ về xem vì quá nhàn rỗi. Chủ nhà cho ông mượn cái đồng hồ nhỏ ông đặt ngay ở đầu sofa để biết giờ mà gọi cho Hương, vì cái đồng hồ đó ông vặn theo giờ Sài Gòn, còn giờ Cali thì đã có đồng hồ đeo tay. Nhớ lại lời ông Vương trên xe, ông Thành nôn nóng muốn gọi ngay về gặp Hương, dù chả biết gọi để làm gì, nhưng bên ấy mới là 3 giờ sáng. Ít lắm ông cũng phải chờ khoảng 4 tiếng nữa khi cung đàn mở cửa, ông mới nên kêu về. Đang thơ thẩn suy nghĩ thì nghe có tiếng của bà Nghị từ phòng bên cạnh vọng sang, gay gắt: "Mua mãi cho tốn tiền, đọc có một lần thôi mà làm gì phải mua? Người ta lập thư viện ra để làm cái gì? Không mượn thì người ta đóng cửa thư viện à? Chả biết tính toán lợi hại gì cả." Ông trở lại sofa ngồi đọc báo tiếp. Ông ít theo dõi tin tức thời sự vì thấy nó chả liên quan gì đến ông. Nhưng bài xã luận chính trị lại càng xa vời ông hơn, vì lắm khi làm ông tức cười đến độ bực mình. Cái mục mà ông thường xuyên chú ý là giải đáp thắc mắc tâm tình, mặc dù ông cũng biết phần lớn những lá thư độc giả đó do chính tờ báo phịa ra. Dù sao đi nữa ông vẫn thích đọc bởi nó hợp với tâm trạng của một người đang ngục lặn trong tình yêu. Coi xong cả sắp báo mà ông Nghị vẫn chưa về, ông Thành nằm duỗi thẳng hai chân nhắm mắt lại. Trong mớ ý tưởng hỗn độn ùa đến, ông chợt nghĩ ra một điều mới mẻ. Hay là chính ông Vương đã từng bị cô Út Chợ Gạo lừa lấy của ông một món tiền lớn, thành ra bây giờ như chim đậu cành mềm, ngờ vực tất cả mọi cô gái trong nước. Có lẽ như thế thật, cho nên ông Vương mới khuyên ông đừng gửi tiền về cho Hương. Phải chăng chính ông Vương đang đau khổ vì bị gạt mà một mình ngậm đắng nuốt cay, không thổ lộ cho ai biết? Ông Thành gật gù với ước đoán thông minh của mình và thấy nhẹ hẳn người, không còn giận ông Vương nữa. Chuyện cụ Phát mới hôm nào bị Loan trở mặt quay đi, ông đâu đã quên được. Biết đâu ông Vương cũng đang đau khổ như cụ Phát dạo trước. Tìm được cách giải thích hợp lý đó, ông hả dạ ngồi bật dậy, lấy phone gọi cho ông Vương và thân mật hỏi: "Tối nay đi ăn cơm với tôi nhé. Mấy bữa nữa thì tôi đi rồi. Tối nay gặp nhau được không?" Ông Vương đang chở khách đi qua nhà, ngạc nhiên thấy ông Thành đột ngột làm lành, vội hớn hở đáp: "Được, 7 giờ tôi lại đón ông, dù ông Nghị đi luôn cho vui." Ông Thành tỏ ý dè dặt: "Chả nhẽ dù ông Nghị mà lại không mời bà ấy một tiếng, mà bà ấy thì rõ ràng không ưa tôi." Ông Vương cười: "Thì bà ấy cũng có ưa tôi đâu." Ông Vương nói đúng, có lần ông Thành nghe bà Nghị cằn nhằn chồng: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Ông giao dịch toán những hạng người chả ra gì, giả không nên hết." Ông Thành biết bà Nghị ám chỉ ông và ông Vương, nhưng ông tự an ủi là ông không ở đây lâu, 1-2 tháng rồi sẽ mãi mãi không thấy nhau. Nói chuyện với ông Vương xong, ông Thành nằm ngả lưng rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ thấy đã gần 4 giờ chiều. Ông vào buồng tắm rửa mặt rồi mượn xe ông Nghị chạy xuống hướng South Coast Plaza, nơi ông vẫn thường đi shopping mỗi lần chuẩn bị về Việt Nam. Ông đi lang thang trong mấy cửa hàng lớn như Nordstrom và Macy, mua cho mình một bộ tuxedo thời trang 3 nốt để mặc trong ngày cưới. Ông sẽ không thắt nơ mà sẽ thắt cà vạt màu vàng đậm solid với áo sơ mi trắng toát, giống như các tài tử trong đêm dự giải Oscar. Nhân tiện ông cũng sắm luôn cặp kính mát và một loạt quần lót cùng với vớ mùa hè để xài dần ở quê nhà. Rồi ông vào hiệu Kim Hoàn lấy cho Hương một đôi bông tai theo mốt đeo tỏng teng năm nay mà nàng đã dặn. Sau cùng ông đến khu outlet bán đồ sale, tìm thêm cho mình mấy cái quần tây và áo sơ mi nhãn hiệu nổi tiếng
nhưng giá rất rẻ. Trời Sài Gòn nóng quanh năm nên ông lựa toàn màu nhạt, vừa mát mẻ vừa trẻ trung. Đây là lần đầu tiên trong đời ông sắm sửa nhiều như vậy, bởi chả biết bao giờ ông mới có dịp quay lại đất Mỹ. Cũng may đàn ông đi shopping bao giờ cũng nhanh. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, ông Thành đã thơ thới ra về để chuẩn bị đi ăn tối với ông Vương. Lúc quẹo xe vào sân, thấy bà Nghị đang cầm vòi nước tưới cây, ông Thành tắt máy, chui ra định vòng lối hông vào buồng mình vì tránh nói chuyện với bà Nghị. Nhưng bà tắt vòi nước và quay lại hỏi: Ông còn ở đây 5 ngày nữa phải không ông? Ông Thành biết bà muốn đuổi mình nên nhấn mạnh: Vâng, 5 ngày nữa. Chiều 16 tôi lên đường. Tôi có nhờ ông Nghị đưa tôi ra phi trường mà, ông không nói cho bà hay sao? Bà Nghị vừa chùi hai bàn tay ướt vào cái áo thun vừa nói: Có, nhà tôi có nói, nhưng mà tôi muốn hỏi lại cho nó rõ vậy mà. Ngần ngừ một chút, ông Thành hỏi: Chắc là ông bà định cho người khác thuê chứ gì? Bà Nghị dịu giọng bảo: Không, ông dọn ra là thôi, chứ tôi có muốn cho ai thuê nhà bao giờ đâu. Tôi tính lấy cái phòng đó làm phòng tập thể dục cho nhà tôi. Ông ấy lúc này cao máu mà lười tập thể dục lắm, cả ngày cứ ngồi đọc sách, chết lúc nào không biết. Tôi order một lô dụng cụ thể dục rồi. Tôi chỉ cần biết ngày nào có phòng trống rồi tôi kêu họ deliver thôi. Có thế thôi. Vậy là dứt khoát là 5 ngày nữa ông dọn đi chứ gì? Vâng, ngày 16 tôi đi trả lại phòng cho ông bà. Ông Nghị về nhà bà đó thì tha hồ mà tập thể dục. Bà Nghị vênh mặt nói: Thì phải tập chứ. Tuổi lớn máu cao không tập thì có ngày tai biến mạch máu não hoặc là đứng tim thì cũng chưa biết được á. Mà chết ngay được thì chả nói làm gì. Sợ nằm liệt một chỗ rồi khổ mình rồi khổ cho con cho cháu nữa chứ. Ông Thành toan bỏ vào nhà nhưng tự dưng ngứa mồm chọc bà Nghị: Bà thì đâu cần tập thể dục. Bà đi casino kéo máy tức là tập thể dục thường xuyên rồi. Bà Nghị bỗng nổi hung lên, hầm hầm đáp lễ: Này, tôi nói cho ông biết nhé, casino không có ăn được tiền của tôi đâu. Chỉ có gái ở Việt Nam mới moi được tiền của những thằng cha già Việt kiều khờ khạo mà thôi. Tôi còn nghe nói là ông bán hết tài sản bên này, ôm tiền về bên đấy làm ăn. Chả phải tôi gỡ mồm gỡ miệng mà chù ông đâu nhé. Nhưng mà coi chừng đấy, nước lã ra sông đấy ông ạ. Bà đang nói dở câu thì thấy xe của ông Vương rẽ vào. Bà vội bỏ vào nhà. Ở quán cung đàn, lúc ấy là gần 10 giờ sáng. Hương từ ngân hàng phóng Honda về, mặt tái nhợt và đôi tay vẫn còn run rẩy. Quả thực số tiền khổng lồ 120.000 Mỹ Kim đã nằm trong tài khoản của nàng. Nàng nhẩm thật nhanh một bài toán cộng. Cái quán của nàng trị giá hiện nay cả gần 1.000 cây vàng, cộng với 12 vạn đô Mỹ để trong băng và hơn 1 vạn nữa cất giấu rải rác ở nhà. Một cô gái mới ngoài 20, xuất thân con nhà nghèo, lại không được học hành bao nhiêu, dễ gì có được cái sản nghiệp vĩ đại như thế nếu không nhờ sự khôn khéo của nàng và sự khờ khạo của ông Thành. Thì giờ này Hương vẫn chỉ là cô gái đứng bán hàng lãnh đồng lương chết đói mà thôi. Cho nên nàng ngộp thở cũng phải. Ngồi trên Honda lướt đi trong ánh nắng ban mai giữa dòng xe cộ sầm uất, Hương nghĩ ngay đến bố mẹ ở Lâm Đồng. 2 năm qua, đã nhiều lần nàng dự tính về quê xây cho cha mẹ một căn nhà khang trang để gia đình nở mày nở mặt với xóm làng. Nhưng nàng cần dốc vốn liếng vào quán để cung đàn vững mạnh, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Và lại ông Thành tuy cho nàng khá nhiều tiền, nhưng xé lẻ làm nhiều lần, mỗi lần chỉ vài ngàn đô, không tập trung thành một món tiền lớn để đủ sức xây nhà. Hôm nay thì nàng đã có đến 120.000 đô Mỹ. Nhà có sẵn, đất có sẵn mà vùng quê giá còn rất rẻ. Nàng sẽ phá nhà cũ, xây nhà mới, tính ra không tốn bao nhiêu mà tạo được niềm hạnh phúc lâu dài cho cha mẹ và các em. Về đến quán, Hương tắt máy dựng xe trước sân. Thằng Túy trong bếp chạy ra dắt Honda vào hẳn phía sau. Hương cầm bóp, vô quẩy. Quán không đông lắm bởi vừa xong đợt khách ăn sáng. Không đông nhưng khá ồn ào bởi hai cái bàn ở giữa quán kéo lại sát với nhau và giữa tiếng nhạc mở lớn, gần 10 gã thanh niên đang hùng hổ tranh luận về cá độ bóng đá. Xã hội Việt Nam ngày nay
không có cái đề tài nào hấp dẫn và phổ thông bằng cá độ bóng đá. Kẻ khóc, người cười, kẻ lên voi, xuống chó, diễn ra nhan nhản thường xuyên. Từ đứa con nít cũng bắt đầu bắt chước người lớn chút tiền ống ra tham gia cuộc vui cờ bạc này. Thậm chí những cụ già 80 cũng ham vui lao vào, đôi khi sạch túi không còn đồng bạc ăn trầu. Con Dung đứng dậy nhường ghế cho Hương, nhưng nàng đặt bóp trên quầy, ấn vai nó xuống và bảo: "Mày cứ ngồi đấy. Này, nghe mợ bảo, hôm nọ đó, mợ với mày đã lên kế hoạch xử lý lão Thành. Hôm nay cứ thế mà triển khai nhé." Nhìn nét mặt nhợt nhạt và hơi thở dồn dập của Hương, Dung có cảm tưởng Hương vừa bị trúng gió nên lo âu hỏi: "Ôi giời ơi, mợ làm sao vậy mợ? Con lấy lọ dầu con hổ con xoa cho mợ nhé. Mợ có cần đánh gió không?" Hương gượng cười xua tay đáp: "Không, tao không sao cả. Gió máy gì? Đang khỏe như voi đây này. Đánh gió làm gì? Tao vừa ở nhà băng về." Dung chố mắt ngắt lời: "Ôi thế thì cậu Thành gửi tiền về thật cho mợ à?" Hương gật đầu rồi tiếp: "Có chứ. Vì thế tao phải nhờ đến mày. Bây giờ bên Cali là khoảng 7 giờ tối. Thường á, giờ này là lão hay điện cho tao lắm. Mày biết mà, có hôm tao đang ngủ, lão réo rồi. Chả hiểu sao hôm nay từ sáng đến giờ chưa thấy lão kêu về. Nhưng mà như thế thì càng tốt. Bây giờ mày gọi điện cho lão nhé." Con Dung ngơ ngác cắt ngang: "Ừ, con gọi cho cậu làm gì? Báo tin là mợ nhận được tiền rồi hả? Sao cậu không, sao mợ không gọi cho cậu mừng?" Hương gắt nhẹ: "Con này ngớ ngẩn. Nghe tao dặn đó, báo tin nhận tiền thì việc gì tao phải nhờ đến mày." Vừa lúc ấy con bé Tú từ dưới bếp đi lên hỏi Hương: "Sáng giờ mợ ăn gì chưa mợ? Con mua ngang bún măng hay là cháo vịt?" Hương xua tay quay lại bảo: "Thôi thôi, xuống bếp đi. Tao đang vội, chưa ăn được. Này, pha tạm cho tao cái cốc cà phê nhé. Pha lợt thôi, cho nhiều sữa vào." Rồi Hương quay lại Dung tiếp tục câu chuyện quan trọng: "Mày á, mày gọi cho lão, bảo lão là đừng về Việt Nam nữa. Chỉ cần nói như thế thôi." Con Dung giật mình đáp: "Úi dồi ôi, bảo cậu đừng về à? Mợ dứt khoát như thế hả mợ? Nhưng mà nếu mà con nói thì thế nào cậu cũng hỏi tại sao, rồi con phải trả lời sao? Sao mợ không nói thẳng với cậu một lần cho xong? Con sợ lắm." Hương lại gắt: "Mày không biết cái gì cả. Tao gọi cho lão thì lão lại năn nỉ rồi khóc lóc mất thì giờ lắm. Mày bảo với lão một tiếng là xong. Bảo là lão đừng có về nữa. Có thế thôi." Con bé Tú thấy câu chuyện hấp dẫn, đứng sớ rớ nán lại bên ngoài quầy, chố mắt hỏi Hương: "Trời ơi, mợ tính cho cậu Thành dè thiệt hả mợ?" Hương đáp gọn: "Chả thiệt thì chơi à? Mà mày đứng đấy làm cái gì? Xuống bếp phụ với chúng nó đi." Trước khi bước đi, con Tú còn tiếc rẻ chen vào một câu: "Mợ, chị Dung mà không dám nói với cậu á, mợ để con lo cho. Mợ nói sao con nói y chang vậy luôn á, con đâu ngán đâu." Hương quay lại mắng: "Nè, mày con nít, nói ai tin? Để con Dung, không có khiến mày." Dung lo âu hỏi Hương: "Mợ nói đúng đấy. Con bảo cậu đừng về, nhỡ cậu không tin rồi cứ nhất định đòi gặp mợ thì sao?" Dung vừa dứt lời thì chị Sáu từ dưới bếp đi lên, tay cầm đôi đũa, mon men lại gần Hương và nói: "Hồi hôm con đi chợ đó, con gặp ông Linh. Ông nhờ con hỏi là mợ có cần người chạy bàn không thì mướn gái ổng á. Ông nói ổng có con gái 16 tuổi, đẹp nhưng mà nó hiền lắm. Hôm qua con quên con nói mợ, bữa nay gặp ổng nè, ổng nhờ con nói giùm." Hương ngắt lời: "Thì để từ từ đã. Hôm nay cái Liễu trở lại làm, mình đâu có thiếu người đâu." Chị Sáu gật đầu bỏ xuống bếp. Hương quay lại bảo Dung: "Mày nghe tao bảo đây này. Lão nhấc phone lên á, mày chỉ cần nói một câu ngắn gọn: cậu ơi, cậu đừng về nữa, mợ Hương có người yêu khác rồi. Có thế thôi, nhớ chưa? Nhấm lại xem là thuộc chưa. Này, nói thử tao nghe coi." Con Dung hạ giọng bảo: "Ủa, thế mợ có người yêu khác thật hả mợ? Ai mà kín thế, con chả biết gì cả." Hương lại gắt: "Sao mày ngu thế? Tao làm gì có ai? Tao đã nói với mày là tao chán đàn ông lắm rồi. Nhưng phải nói thế, để lão đừng có về nữa, biết chưa?" Thấy Dung ngồi thử suy nghĩ, Hương giục: "Gọi điện cho lão đi." Thôi được rồi, tao bấm số nhé, rồi mày nói nhé." Hương cầm cell phone lên nhưng chưa kịp mở ra thì có tiếng chuông reo. Nàng giật mình bảo Dung: "Hey, lão đấy, lão gọi đây, mày nói đi." Nhưng nhìn lại thì hóa ra số điện thoại của Minh. Hương thở phào mừng rỡ, đưa lên nghe và bước hẳn ra sân vì tiếng nhạc quá lớn. Alo, anh Minh hả? Em đây, Hương đây. "Đêm hôm qua em gọi anh phải không?
Anh xin lỗi, lúc đó anh đang ngồi trong vũ trường, mất sóng, không nói chuyện được. Sáng nay anh check phone thì thấy số của em. Thật ra thì lúc Hương gọi, Minh đang quằn quại bên cô gái anh gặp lần đầu trong phòng trà và rủ về phòng mình. Sáng nay hai người dậy trễ, Minh tiễn cô ra cửa rồi quay vào gọi ngay cho Hương. Đêm qua nằm bên cô gái xa lạ, Minh cứ da diết nhớ đến Hương. Cô gái bên Minh trẻ hơn Hương, nhưng thân hình không sánh nổi với Hương. Huống chi việc chăn gối chỉ là thủ tục mua bán, Minh có cảm tưởng như nằm bên linh hồn tượng đá, chứ đâu có được mặn mà như Hương. Minh chợt thấy mình ngu, mơ ước mãi mới được nằm ôm Hương mà tại sao cứ luẩn quẩn nghĩ tới ông Thành. Bởi vậy hôm nay Minh đổi ý, dứt khoát sẽ đưa Hương lại hotel hưởng thụ, không còn mảy may tội nghiệp ông Thành nữa. Hương bảo, em gọi để xin lỗi anh về cái chuyện mà hôm qua em bỏ về ngang. Anh đừng có buồn em nha. Anh đâu có dám buồn em, được đi bên em dù chỉ 5 phút cũng quý lắm rồi. Nay mai về Mỹ, em là một kỷ niệm lớn mà anh mang theo. Em nhớ anh bảo là ngày 15 anh về Mỹ, tức là còn có 2 hôm nữa thôi. Hôm nay anh lại quán với em nhé. Thì anh gọi em cũng vì chuyện ấy đấy. Nếu em cho phép thì anh sẽ lại thăm em. Anh còn ở bên này 2 ngày. Anh muốn ở bên Hương trọn cả 2 ngày đó trước khi ra phi trường về Mỹ. Hương cười khúc khích và bảo, em cũng muốn ở bên anh suốt 2 ngày, nhưng chỉ ngại một điều là lúc ở bên em, anh cứ nhắc đến anh Thành làm em mất vui. Minh ngượng ngùng cười lớn và nói, anh hứa, anh cũng đang định xin lỗi em về việc ấy, anh vụng về quá, nói đúng ra thì anh ngu quá. Thôi, dứt khoát không có nhắc đến bất cứ ai khi gặp em. Vậy thì sau trưa nữa, anh sẽ lại nhé. Chừng khoảng 1 giờ anh sẽ có mặt ở quán. Vâng, em chờ anh. Thôi, em chào anh. Chốc nữa mình gặp nhau nhé. Hương toan cúp điện thoại thì Minh hỏi thêm, thế ông Thành trả tiền em chưa? Đấy, thấy chưa? Vừa mới bảo với em là không nhắc tới ông Thành nữa mà lại hỏi ngay. Thôi, em chả thèm gặp anh nữa đâu. Ở bên anh mà anh không nghĩ đến em, cứ ám ảnh chuyện ông Thành thì em gặp anh làm cái gì? Tủi thân em lắm. Nhưng mà thôi, nói cho anh mừng nhá, là ông ấy trả tiền em rồi, trả hết rồi. Minh ú ớ nói vài lời xin lỗi rồi lặng người thương cho ông Thành khờ khạo. Minh quen Hương chỉ trong chớp nhoáng mà Hương đã hân hoan lên giường với anh. Tại sao ông Thành phải đổi cả một sản nghiệp mà vẫn bị phản bội? Tắt phone xong, Hương hớn hở quay nhanh vào quầy. Con Dung đang đứng nói chuyện với mấy con bạn vì bản tin hấp dẫn con Tú vừa thông báo cho cả nhà biết. Thấy Hương các cô vội vã tản mát hết, chỉ còn lại mình Dung. Thằng Túy vừa quay lưng đi xuống bếp thì Hương gọi giật lại và bảo, này, mà lấy Honda của mợ, chạy ra đón cái Liễu nhé. Bảo nó qua nom quán cho mợ bắt đầu từ hôm nay. Đi nhanh đi. Túy mừng lắm. Cả tháng nay đêm đêm nằm trong bếp lén nhìn các cô đứng tắm tập thể ngoài sân sau. Nó luôn luôn nhớ đến Liễu với cái thân hình gợi cảm, làn da trắng mốt dưới ánh đèn neon vẫn thường xuyên làm nó dạo dực ở tuổi đang lớn, có khi day dứt đến mất ngủ. Nó thầm mơ có ngày Liễu trở lại để nó được nhìn và chiêm ngưỡng tiếp. Giấc mộng lớn lao ấy không ngờ bây giờ sắp thành sự thật. Nó hân hoan đi nhanh xuống bếp, đẩy Honda ra sân và phóng đi. Trong quầy, Dung ngước nhìn Hương hỏi lại một lần nữa. Mợ, hôm qua con nghe mợ bảo là ngày 18 cậu về, tức là còn có mấy ngày nữa thôi. Hay là mợ đợi cậu về rồi nói thẳng. Hương đưa tay vặn nhạc nhỏ xuống một chút rồi nói. Ai mà chả biết là ngày 18 lão về. Nhưng mà ta đã quyết định cắt đứt quan hệ với lão, thì để lão về làm cái gì? Khổ thân lão, tao đâu có nỡ mày. Tao tử tế cho nên tao mới cho lão biết trước, để cho lão khỏi phải tốn cái vé máy bay. Mày hiểu chưa? Lưỡng lự một chút, Dung lại hỏi. Nhưng mà nếu như mà ngày 18 cậu vẫn về rồi gặp mợ thì rồi mợ tính làm sao? Đây chính là điều mà Hương rất lo ngại, nhưng nàng vẫn nói cứng. Lão về tao đạp ra đường chứ tính làm sao? Nhà này nhà của tao mà. Rồi Hương ấn số của ông Thành và trao cell phone của nàng cho Dung. Lúc ấy bên Cali là hơn 7 giờ rưỡi chiều. Ông Thành và ông Vương đang ngồi trong quán Bình Minh trước hai tô canh bún hơi nóng bốc lên nhẹ nhẹ, tỏa mùi riêu cua hấp dẫn bên cạnh đĩa đậu rán chấm tương.
Ông Vương rất mừng vì bạn mình đã làm hòa trước ngày chia tay. Dĩ nhiên ông Thành giận hay không giận thì ông Vương cũng chẳng thiệt thòi gì. Nhưng ông vốn là người tử tâm, không muốn để bạn ông ấm ức vì những lời chân tình của ông. Nghĩ đi nghĩ lại thì ông vẫn thấy tội nghiệp ông Thành. Về Việt Nam ăn chơi mà chỉ biết có một mình Hương. Nghĩa là dù sao thì ông Thành cũng đã thiệt thòi hơn ông Vương và cụ Phát rất nhiều. Nhà hàng bưng ra thêm hai phần bánh tôm vàng ngậy cùng đĩa rau sống. Ông Vương múc muỗng ớt bỏ vào chén nước mắm rồi đẩy lại trước mặt ông Thành. Ông Thành cầm đũa và bảo: "Ăn bánh tôm trước đi, để nguội nó mềm, mất ngon." Ông Vương bưng cốc trà đá uống một ngụm lớn rồi bảo ông Thành: "Ông đã ăn tiệm Việt Nam ở Hollywood lần nào chưa? Nếu chưa thì tối mai tôi mời ông đi ăn với tôi." Ông Thành nhíu mày than: "Đắt chết, chỗ mà tài tử ăn thì mình chịu sao nổi." Ông Vương gật đầu xác nhận: "Trung bình một người khoảng 150." Từ khi quyết định về sống Việt Nam, ông Thành trở nên rất thực tế về mặt tài chính. Cái xe ông bán đã đành, mà ngay cả những thứ lặt vặt có thể tặng cho người khác hoặc biếu cơ quan từ thiện, ông cũng bày ra gara sale, ngồi nguyên một ngày trước sân nhà ông Nghị, thu nhặt được thêm đồng nào hay đồng nấy. Ông cười bảo: "150 mang về nước tiêu được nhiều thứ lắm. Thà ông cứ cho tôi 150 còn hơn bảo tôi ăn một bữa ở Hollywood. Ông về nước hoài ông còn lạ gì, công nhân trong nước kiếm tháng 150 là lớn lắm rồi." Ông Vương cũng cười theo: "Ông bảo 150 lớn mà ông gửi về tới 120.000 thì tiêu đến bao giờ cho hết." Ông Thành biết bạn mình vẫn còn băn khoăn về số tiền ông gửi vào chương mục của Hương, nhưng ông Thành không giận ông Vương nữa. Dù sao thì ông cũng phải công nhận mối ưu tư của ông Vương chẳng qua chỉ thể hiện tấm lòng ân cần xuất phát từ tình bằng hữu chân thật mà thôi. Ông gắp miếng đậu rán vàng ngậy chấm vào bát tương và đáp: "Tôi chuyển về 120, nói là nhiều chứ sự thực ra cũng chẳng còn bao nhiêu. Là vì về bên ấy tôi phải mua ngay cái mảnh vườn của nhà hàng xóm để nới rộng cái sân ra, rồi tổ chức đám cưới, tính ra cũng nặng tiền lắm. May đó, may cho tôi là Hương không đòi đám cưới lớn, chứ gặp đứa khác nó thích show off thì mệt lắm. Nói thật với ông, tôi quý Hương là vì Hương không ham tiền. Chính cô ấy cứ cản tôi đừng gửi tiền về mà." Điều này thì ông Thành nói rất thật lòng, bởi ông tin Hương, không hề giả dối khi nàng bảo ông: "Nhà bên Mỹ thì anh bán làm gì? Sao không để lại cho các con của anh? Lọt sàng thì xuống nia mà, đi đâu mà mất. Anh về đây với em, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, quý hồ vợ chồng hạnh phúc là được rồi anh à." Chỉ vì câu nói ấy mà ông Thành lúc nào cũng khen Hương không ham tiền. Ông Vương nén tiếng thở dài bảo: "Xã hội Việt Nam ngày nay, tuyệt đại đa số người ta chỉ biết có tiền mà thôi. Nếu mà cứ như ông nói đó, thì hiếm có người được như Hương." Ông Thành lại cười và thêm: "Tôi vẫn nhớ lời ông. Có đào nhí mà cho tiền nhiều quá thì nó sẽ đem tiền nuôi trai. Nhưng đó là trường hợp mình ở bên này gửi tiền về. Còn tôi, từ nay tôi về ở hẳn bên đấy thì đâu có chuyện gì xảy ra." Ông Thành nói câu này theo ý nghĩ của chị Sáu, người nấu bếp cho Hương. Có lần ông hỏi chị về Đỗ Tuân, chị tội nghiệp bảo ông: "Bị cậu đi miết nên mà Hương mới buồn á. Chứ con nghĩ mà cậu về ở luôn đây chắc không có chuyện gì xảy ra đâu." Ông Thành thấy đó là một chân lý mà ông muốn chia sẻ với ông Vương. Nhưng ông Vương hoàn toàn không đồng ý. Ông vẫn cho rằng phải sống ở hải ngoại rồi lâu lâu về chơi thì mới có cái thế mạnh của Việt Kiều để người ta nể. Chứ nếu về ở hẳn trong nước thì cũng như mọi người dân, đâu còn là Việt Kiều nữa. Tuy nhiên tranh cãi lúc này không tiện, có thể lại làm ông Thành hờn dỗi, cho nên ông Vương đổi đề tài bảo: "Đám cưới ông với Hương có lẽ nên nhờ cụ Phát làm phù rể. Ông có muốn tôi tập trung nguyên cái đảng ham vui của mình về dự không?" Ông Vương chưa dứt lời thì cell phone của ông Thành ở cạp quần vang lên. Ông vừa móc điện thoại vừa giơ tay bảo ông Vương: "Xin lỗi, Hương gọi qua. Ông cứ ăn đi." Ông đưa phone lên miệng, mặt hớn hở đầy vẻ hãnh diện. Chắc hẳn món tiền khổng lồ ông gửi về đang làm Hương